Chương 59, gặp Thái Thượng Lão Quân. Dù sao chàng là lợn chết không sợ nước sôi, so với trộm đạo đá vô sắc thì đây đã là gì? Bạch Nham và Trường Quầy Ly thảo luận hết cả một buổi tối, kết luận là vẫn phải dùng Thái Cực Càn Khôn Trận. Tốt nhất là Tòng Tố có thể giúp đỡ đám đạo sĩ Huyền Tôn Giáo kia tìm được Tề Đồng lấy lại Kính Côn Luân, chẳng qua Kính Côn Luân là bảo vật trấn sơn của Huyền Tôn Giáo tuyệt đối không thể giao cho Bạch Nham hoặc Trường Quầy Ly sử dụng, chỉ có thể dựa vào đám đạo sĩ Huyền Tôn Giáo kia lấy Kính Côn Luân bày ra trận pháp vây Thiên Khê, tranh thủ thời gian cho Bạch Nham và Trường Quầy Ly. Nếu như kế hoạch của Trường Quầy Ly thuận lợi, bọn họ lấy Thanh Vũ làm mồi dụ Thiên Khê vào Thái Cực Càn Khôn Trận, lấy pháp lực của Bạch Nham và Trường Quầy Ly rất có cơ hội phong ấn thành công. Nhưng Thiên Khê muốn cởi bỏ phong ấn Ngũ Hành Trận, chuyện lớn như vậy tất có yêu ma khác ở bên cạnh trợ giúp, chỉ sợ đến lúc đó Tòng Tố cùng đám đạo sĩ này sẽ bị yêu ma vây quanh, mệt mỏi đến nỗi không bắt được cái bóng của Thiên Khê, huống chi còn có Vân Nhai, phần thắng của bọn họ thật sự không lớn. Nói đến cùng, bọn họ chỉ phải đánh cược một lần. Lúc trời hưởng sáng, Bạch Nham thấy Trường Quầy Ly mặt cau mày có cả một đêm, trong lòng vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, lấy quyển điền tịch khỏi nàng tay kéo nàng đứng dậy, đi thôi, chúng ta đi ngắm mặt trời mọc. Hả, mặt trời mọc có gì đẹp, bọn họ sống mấy ngàn năm, cũng không biết đã nhìn mặt trời mọc bao nhiêu lần, huống hồ ở nhân gian xem mặt trời mọc sao bằng xem sao chổi màu sắc rực rỡ trên Cửu Trọng Thiên. Đi thôi, Bạch Nham cũng không đưa nàng đi đâu xa, chỉ nhảy lên nóc nhà mình, sóng vai ngồi chờ bình minh. Trường Quầy Ly miễn cưỡng cười, nàng và Bạch Nham đều giống nhau, hy vọng có thể sống những ngày an bình, nhưng nàng và Bạch Nham lại có chút bất đồng. Đối mặt với Thiên Khê và Vân Nhai nàng vẫn không thể hoàn toàn coi họ như kẻ địch, trong đáy lòng nàng đối với Thiên Khê là sợ hãi, đối với Vân Nhai là có tình nghĩa. Bạch Nham sẽ không hiểu được ma và thần tiên bất đồng lớn nhất không phải lòng dạ nham hiểm thủ đoạn độc ác, không phải vô tình khát máu, mà là ma không bị thiên luật giới luật quản lý, bọn họ không từ thủ đoạn. Trường Quầy Ly mặc dù chưa từng nói cho Bạch Nham, mấy trăm năm nàng nhập ma đã cùng Thiên Khê Vân Nhai làm gì, nhưng Bạch Nham đã xem qua lửa vô sinh của nàng nhất định rất rõ ràng, đoạn thời gian kia sát nghiệt nàng tạo ra còn nặng hơn huyết trận rất nhiều. Nàng dùng rất nhiều cấm thuật ghi lại trong điển tịch của cô, nàng muốn làm gì thì làm chỉ tìm cảm giác thoải mái, mà Thiên Khê và Vân Nhai lại càng không phải nói. Nếu muốn ngăn cản Thiên Khê cởi bỏ phong ấn Ngũ Hành Trận, bọn họ không thể mềm lòng, nếu như cần thì Đỗ Tuyền, Tòng Tố, Thanh Vũ thậm chí là bọn họ đều phải hy sinh. Nay Trường Quầy Ly đã không làm được, Bạch Nham nặng tình như vậy, hắn cũng không làm được. Bạch Nham lấy từ trong tay áo ra một cây tiêu làm bằng xương đặt ở bên môi, tùy ý thổi khi thì hùng dũng khi thì du dương khi thì hiu quạnh, như đang trấn an Trường Quầy Ly lại như đang thay Bạch Nham tỏ nỗi lòng. Trường Quầy Ly trước kia đánh đàn nhưng đã sớm bỏ, nay tựa vào trên vai Bạch Nham nghe tiếng tiêu của hắn mới giật mình nghĩ sau này nhất định phải tìm cơ hội cùng hắn cầm tiêu hợp tấu, tiêu giao khoái hoạt một phen. Không biết qua bao lâu, Bạch Nham buông cốt tiêu, nói với Trường Quầy Ly, ta đến chỗ Thái Thượng Lão Quân xin Thái Cực Đồ. Chàng, nói như thế nào thì lúc ta sinh ra, Thái Thượng Lão Quân cũng từng đến Đông Hải chúc mừng, ông ấy cùng với cha ta còn có chút giao tình, sẽ có một chút cơ hội. Nàng từng trộm đan dược của ông ấy, nếu để nàng đi chắc chắn sẽ bị ông ấy bắt lại trách phạt một phen. Trường Quầy Ly vô cùng ngạc nhiên mở to mắt nhìn Bạch Nham, sao chàng biết ta từng trộm đan dược của Thái Thượng Lão Quân. Bạch Nham cười khẽ, nàng cho rằng lần đó là ai cảnh báo, giúp nàng có cơ hội trốn thoát. Nói đến chuyện đó quả thật là chuyện từ rất lâu rồi, lúc Trường Quầy Ly còn chưa đầy 700 tuổi tương đương với đứa bé 12-13 tuổi loài người. Nàng không thường đến Cửu Trọng Thiên, năm ấy là sinh nhật Tây Vương Mẫu, thư mời được gửi đến núi Bình Đỉnh, cô nàng Cửu Thiên Huyền Nữ được mời dự thọ yến, Trường Quầy Ly mặt dày mày dạn cầu xin cô mấy ngày mới có cơ hội đi cùng. Cửu Thiên Huyền Nữ vốn tưởng rằng nàng ở núi Bình Đỉnh quá mức nhàm chán cho nên muốn đi xem náo nhiệt, nhưng không ngờ tâm tư nàng đều nhằm về phía linh đan diệu dược Thiên Thượng Lão Quân vừa luyện ra. Thọ yến của Vương Mẫu Nương Nương, Đông Hải Long Vương, Long Thái Tử đương nhiên cũng phải đến chúc mừng, chẳng qua Bạch Nham đã quá quen với những yến hội kiểu này, tâm tư cũng không đặt ở yến hội. Mọi người đều đi về phía giao trì, chỉ có một nữ tiên nhân đi ngược lại, trùng hợp bị Bạch Nham thấy. Vốn cũng không liên quan đến hắn cũng không xen vào, nhưng không biết vì sao ánh mắt hắn lại bị nàng hấp dẫn, hướng nàng đi đúng là phủ đệ của Thái Thượng Lão Quân, mà hắn vừa rồi còn nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân đã đi về phía giao trì. Lòng hiếu kỳ đột nhiên trào dâng, hắn đuổi theo nàng, lúc này mới phát hiện nữ tiên này thì ra là một tên trộm, vào phòng luyện đan Thái Thượng Lão Quân trộm mấy viên linh dược. Thú vị nhất là nàng lẻn vào phòng luyện đan bị chim tước Thái Thượng Lão Quân lưu lại trông coi phát hiện, nàng trực tiếp ném một viên linh dược cho con chim tước kia hối lộ nó, chim tước kia thế nhưng lại ngoan ngoan nghe lời trở về trông cửa. Nếu không phải đồng tử của Thái Thượng Lão Quân bỗng nhiên trở về, nàng quả thật đã chót lọt. Cuối cùng vẫn là Bạch Nham giúp nàng, xa xa thấy Tiểu Tiên Đồng bước trên mây mà về, hắn dùng tiếng tiêu cảnh báo cho Trường Quầy Ly mới giúp nàng sớm chạy trốn. Cho đến ngàn năm sau, nàng mới phát hiện thì ra lúc ấy là Bạch Nham giúp nàng. Nàng lấy trộm linh đan của Lão Quân kết quả có tác dụng gì không? Bạch Nham qua nhiều năm vậy rồi mới hỏi cũng không ngại quá muộn. Trường Quầy Ly lắc đầu, cười nói chẳng qua là ta bướng bỉnh thôi, cô không hay cho ta ra ngoài, nói lấy pháp lực của ta còn chưa phá được kết giới thì sẽ không cho ta xuống núi, cho nên ta nghĩ trộm chút linh đan diệu dược của Lão Quân gia tăng chút công lực tiết kiệm trăm năm tu luyện. Linh đan này cuối cùng đều bị ta ăn như đồ ăn vặt. Thật là, gia tăng không ít công lực nhỉ. Linh đan của Lão Quân đương nhiên là bảo bối nhất đẳng trên trời, quả thật rất có ích cho luyện công. Chẳng qua khi đó ta còn nhỏ không biết dùng thế nào, dùng khi nào thì thích hợp nhất, cho nên lãng phí không ít dược lực. Bạch Nham nghe xong cười rộ lên, nàng thật đúng là từ nhỏ không coi bảo bối làm bảo bối. Trưởng Quầy Ly dùng vai huých Bạch Nham, cười nói, nếu chàng muốn trộm Thái Cực Đồ, không ngại thì trộm thêm chút đan dược, tăng thêm 500 năm công lực đối phó với Thiên Khê sẽ có thêm phần thắng. Dù sao chàng là lợn chết không sợ nước sôi, so với trộm đá vô sắc thì đây đã là gì? Ha ha ha, nói là đi xin Lão Quân Thái Cực Đồ, sao có thể trộm? Bạch Nham cũng cười rộ lên, nàng nỡ để ta chịu hình phạt sao? Thái Thượng Lão Quân mấy ngàn năm khó có khi nào lộ diện một hai lần, chàng đến sợ rằng còn không gặp được Lão Quân, định xin thế nào? Quỳ gối trước cửa 1000 năm, Thiên Khê sẽ không chờ chàng lâu như vậy đâu. Bạch Nham nhún vai, đi rồi chẳng phải sẽ biết ông ấy có cho hay không sao? Ý Trường Quầy Ly sao Bạch Nham lại không biết, dù xin cũng tốt, trộm cũng tốt, cướp cũng tốt, hắn nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp lấy Thái Cực Đồ. Trường Quầy Ly lại nói, thừa dịp chàng đi Cửu Trọng Thiên mấy ngày này, ta sẽ đi tìm Thanh Vũ, xem làm thế nào để dụ Thiên Khê ra. Thanh Vũ không là vấn đề, sợ chỉ Bạch Bạch không chịu, nó bảo vệ con, chặt chẽ như vậy không chừng còn khó dụ hơn Lão Quân, chắc chắn sẽ mất không ít công sức cho xem. Bạch Nham gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi chuẩn bị thôi. Trưởng Quầy Ly cùng Bạch Nham ước hẹn 5 ngày, dù thành hay bại đều phải về nhà gặp mặt bàn bạc. 5 ngày đối với Bạch Nham mà nói là rất gấp rút, hắn vội vàng đến Cửu Trọng Thiên, trên đường hắn cẩn thận cân nhắc một phen, quang minh chính đại đi xin Thái Thượng Lão Quân, chẳng những hao công tốn sức mà hắn cũng không chắc có thể thuyết phục Lão Quân, không bằng đơn giản là trộm đi. Cũng như Trưởng Quầy Ly nói, hắn sớm là lợn chết không sợ nước sôi, cực hình thần diệt hắn cũng từng trải qua, chỉ cần không phải do Du Dao khai đao hắn đúng là không có gì phải sợ. Lão Quân quan ẩn sâu trong mây trắng, vô cùng thanh tịnh, chủ yếu là bởi vì Thái Thượng Lão Quân hành tung mơ hồ không hay ở nhà, thần tiên đến phủ bái phòng 89 phần 10 là bị sập cửa vào mặt, vì thế nơi đây 100.000 năm qua càng thêm thanh tịnh. Khi Lão Quân không ở nhà thì chỉ có 2 dược đồng cùng con chim tước kia giữ nhà, không phải Lão Quân không quan tâm linh đan diệu dược, mà là do không ai dám đột nhập vào Lão Quân quan. Nhưng lúc này đây Bạch Nham nhất định phải đột nhập vào Lão Quân quan này rồi. Nhưng Bạch Nham vạn vạn không dự đoán được, hắn vừa vào Lão Quân quan, 2 dược đồng của Thái Thượng Lão Quân liền mở cửa lớn hô một tiếng, sư phụ nhà chúng ta lệnh cho sư huynh đệ chúng ta tới đón Long Thái Tử Đông Hải, xin Long Thái Tử hiện thân. Bạch Nham trợn tròn mắt, sau khi hắn bị Ngọc Đế phán cực hình thần diệt không còn ai dám gọi hắn là Long Thái Tử Đông Hải nữa, nay nghe thấy không chỉ là tai còn thực kinh hãi. Vấn đề mấu chốt là Thái Thượng Lão Quân biết hắn muốn tới, phái 2 tiên đồng tới đón tiếp hắn. Nếu Lão Quân đã biết ý đồ của hắn, không muốn cho hắn Thái Cực Đồ và tiên đan thì đáng ra nên từ chối để hắn ngoài cửa, tình huống lúc này chứng minh Lão Quân chuẩn bị cho hắn vật hắn cần sao. Bạch Nham không nghĩ nhiều, hiện thân chào 2 tiên đồng, khách khí được dẫn vào Lão Quân quan, quả nhiên Thái Thượng Lão Quân đã đang đợi hắn rồi. Long Thái Tử gần đây có khỏe không? Thái Thượng Lão Quân vuốt chòm râu hoa râm dài qua ngực, mở miệng đã hỏi Bạch Nham một câu vô nghĩa. Bạch Nham mỉm cười, Lão Quân chẳng lẽ đã quên, ta đã không phải Long Thái Tử nữa rồi, chuyện hoang đường năm đó ta làm đã khiến Long tộc Đông Hải mất hết thể diện, cha ta tức giận vô cùng, cho dù lúc trước Ngọc Đế không chỉ tội của ta, ông ấy cũng sẽ không nhận đứa con trai này nữa đâu. Lão Quân lắc lắc đầu, thì thầm, ai, đều là thiên mệnh, chuyện 500 năm trước Long Thái Tử cũng không cần để ý, nhân quả luân hồi tuy rằng không thể nắm lấy nhưng đã được định sẵn, nếu không có những năm tháng hoang đường trước kia sao có được Bạch Nham hôm nay. Bạch Nham nhíu mày, lão già này rốt cuộc muốn nói gì? Lại nghe Lão Quân nói, lần này ngươi đến vì chuyện gì, ta đã sớm biết được, đặc biệt ở nhà đợi ngươi tới đó. Bạch Nham có chút nghi hoặc, đặc biệt đợi hắn. Không bàn đến chuyện Thái Thượng Lão Quân rất keo kiệt đan dược, người khác ngàn cầu vạn cầu còn không được, càng đừng nói đến Thái Cực Đồ, căn bản chính là bảo bối trong lòng ông ta. Hôm nay lão nhân này chuẩn bị vì Bạch Nham hắn mà cắt thịt đổ máu sao? Thái Thượng Lão Quân buông tay, nói, đây, Thái Cực Đồ ngươi cần, còn có trong bình sứ này là 4 viên Ngưng Thần Đan, hẳn là đủ cho các ngươi ăn. Bạch Nham vừa mừng vừa sợ, sao có thể dễ dàng như thế? Hắn đang muốn đưa tay nhận, Lão Quân lại thu tay, trừng mắt cực kỳ nghiêm túc dặn hắn, Ngưng Thần Đan là linh dược vô thượng, sử dụng phải cẩn thận, đừng có uổng phí công sức 500 năm của ta đó. Còn có Thái Cực Đồ này, ai, thật sự là lấy tâm can của ta mà, nếu không trị được tên điên Thiên Khê kia, tốt nhất là ngươi hãy đến chỗ Ngọc Đế mà lĩnh hình pháp đi, để cho ta bắt được ngươi nhất định sẽ không cho ngươi sống yên ổn. Nghe chưa? Vâng, Bạch Nham vừa nghi ngờ vừa vui mừng cầm lấy bình sứ nhỏ cùng Thái Cực Đồ, đáp lời, Lão Quân yên tâm, nếu không trị được tên điên Thiên Khê kia, ta nhất định sẽ không thể còn sống trở về, không cần ngài ra tay trừng trị ta. Lão Quân hừ hắn, muốn chết ngươi cũng phải nghĩ cho nha đầu nhà huyền nữ kia, nàng đau lòng vì ngươi hơn lão già này nhiều. Bạch Nham cười, xem ra Thái Thượng Lão Quân cái gì cũng đã biết, cố ý giúp hắn. Chư thần đầy trời đều biết trăng máu xuất hiện, không thể không nghĩ cách áp chế Thiên Khê, chẳng qua lúc này là muốn mượn tay hắn trừ ma thôi. Đúng là một đám lười. Lão Quân nhìn Bạch Nham có chút đăm chiêu, cũng không để ý rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì. Mở miệng sai hắn, cái ngươi muốn đều đã cho ngươi, còn ở chỗ ta làm cái gì? Mau về hạ giới đi, đỡ cho Dực Thánh Chân Quân lại đến làm phiền lão già này. Mau cuốn xéo cho ta. Bạch Nham cười, đa tạ Lão Quân. Đi. Chờ Bạch Nham rời đi, Lão Quân thở dài, xoay người trở lại, trong phòng còn có 3 người chờ hắn kia kìa. Được rồi, tiểu tử ngốc nhà ông đi rồi, như ý chưa? Lão Quân liếc mắt nhìn Đông Hải Long Vương, trong lòng buồn bực, sao ai cũng muốn bảo bối của hắn, tìm mọi cách mang đi vậy. Trăm ngàn năm cứ gặp gỡ thiên tai nhân họa gì đều tới hỏi hắn xin bảo bối. Đông Hải Long Vương gật đầu, cũng không lên tiếng, nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ bên cạnh đứng dậy vái chào Lão Quân, đa tạ Lão Quân. Lão Quân khoát tay áo, thôi được, linh đan diệu dược của ta đều là cố ý luyện chế cho tiểu nha đầu nhà bà, mỗi lần vất vả luyện thành cũng không thể thiếu phần của nó. Về sau có cơ hội bắt nó nhớ kỹ chỗ tốt của lão già này. Đừng suốt ngày nói rằng ta keo kiệt. Cửu Thiên Huyền Nữ cười một tiếng, Lão Quân thật thù dai, chuyện Trường Quầy Ly trộm linh đan hắn nhớ mãi không quên, nhưng cũng rất thương nàng, biết nàng trộm đan dược của hắn tức giận đến giơ chân nhưng cũng không làm gì Du Dao, ngược lại là Du Dao còn ghét bỏ hắn luyện đan ít, 1 viên cũng không chịu cho. Lão Quân thở dài, cuối cùng nhìn về phía một vị khác khách trong phòng Văn Thù Bồ Tát, trong lòng thầm nghĩ ai. Thật không ngờ ngay cả Văn Thù Bồ Tát cũng đến, ta có thể không giao Thái Cực Đồ ra sao? Xem ra trận đại chiến dưới hạ giới sẽ thực phấn khích. Ngay cả Tây Thiên cũng quan tâm, mấy ngàn năm không có trận nào lớn như vậy, Thái Cực Đồ của ta không chừng là vì trận đấu này mới lưu đến bây giờ. Thôi, dù sao giấu ở trong lòng ta cũng vô dụng. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mà vẫn rất đau lòng nha. Văn Thù Bồ Tát cười yếu ớt, 2 tay tạo thành chữ thập cúi đầu với Lão Quân, không nói một câu. Hắn cùng với Đông Hải Long Vương, Cửu Thiên Huyền Nữ và Thái Thượng Lão Quân đều đã giúp hết sức, sau này đành xem tạo hóa của Bạch Nham, Trưởng Quầy Ly và Tòng Tố thôi. Chương 60, đến núi Thiên Ngu. Mở ngoặc đơn gạch chéo đóng ngoặc đơn. 2 người 2 nơi, Bạch Nham Đằng Vân lên Cửu Trọng Thiên, Trưởng Quầy Ly đến núi Thiên Ngu. Để tiết kiệm thời gian nàng không sử dụng thuật đạp vân mà hóa về nguyên hình dương cánh bay đi, làm như vậy nhanh hơn thuật đạp vân nhiều. Chỉ một khắc nàng đã đến trên không núi Thiên Ngu. Nàng biến trở về hình người đứng ở trên đám mây, liên tiếp khắp mấy pháp quyết, tách mây mù quấn quanh núi Thiên Ngu ra, trực tiếp từ trên trời nhảy xuống núi. Thanh Vũ đang ở trong thư các của Tử Hư Nguyên Quân hết sức chuyên chú đọc sách, trong miệng lẩm bẩm, một bàn tay còn luyện tập khắp pháp quyết như thế nào, hoàn toàn không phát hiện Trường Quầy Ly đã đến. Bạch Bạch cảm giác được pháp lực mạnh mẽ dao động liền lộ ra răng nanh sắc nhọn, chậm rãi dựa vào bên người Thanh Vũ. Trường Quầy Ly đã giải tất cả phong ấn Bạch Nham hạ trên người nàng, pháp lực không chỉ khôi phục hơn nữa còn có Hỏa Vân Thần Đan dung hợp với Tiên Ngoại Lưu Hỏa, này pháp lực của nàng đã khác xa trước kia. Bạch Bạch tưởng có người xâm nhập, cảm giác được kẻ tới có pháp lực cường đại đang nghĩ cách đối phó. Thanh Vũ, Bạch Bạch nói, lần trước cô nói học trận pháp kết giới có phải không? Thanh Vũ nhìn về phía Bạch Bạch gật đầu, đọc trong quyển thực cảnh hóa thuật kia, ta đã thử rồi, rất thú vị, lần trước ta còn dùng quy viên trận bắt cá. Thanh Vũ nói rất hưng phấn, lần trước lúc nàng nói cho Bạch Bạch, Bạch Bạch chỉ ngậm cá nàng bắt được đi mà chẳng khen nàng câu nào khiến nàng cực kỳ không vui, hôm nay Bạch Bạch đột nhiên hỏi, nàng đương nhiên vui vẻ. Vậy bày quy viên trận quanh thư các đi, bên ngoài có người tới, trước mắt ngăn chặn lại đã. Bạch Bạch thoạt nhìn có chút khẩn trương, móng vuốt cùng răng đều lộ ra, chỉ lúc nào đối địch hắn mới có bộ dáng này. Thanh Vũ ngẩn người, đáp được. Bạch Bạch không thể không thừa nhận Thanh Vũ trong đoạn thời gian này, nàng học pháp thuật rất nhanh, hơn nữa cũng ít cần hắn chỉ điểm. Có đôi khi thấy nàng học đến phát chán, hắn thậm chí sẽ chơi đùa với nàng một chút, ví dụ như đấu pháp, dạy nàng cách dùng thuật bắt cá. Chẳng qua Thanh Vũ đương nhiên sẽ không phải đối thủ của hắn, mà hắn mặc dù biểu hiện không nóng không lạnh trong lòng lại vui vẻ cũng có chút lo lắng vì nàng. Hắn chưa từng dạy Thanh Vũ pháp thuật nào, vẫn luôn giấu nàng trong thâm sơn rừng già nuôi nấng, hắn cũng không phụ Phong Hy khẩn cầu chiếu cố nàng nhiều năm như vậy. Phong Hy nói Thanh Vũ thay thế nàng sống, nhưng dù sao Thanh Vũ cũng không phải Phong Hy. Thanh Vũ càng nghiên cứu pháp thuật sẽ dần dần mở ra linh lực của nữ oa giấu trong thân thể nàng. Nếu nàng muốn làm chính mình, lấy thân phận con người sống, vậy nàng biết về mình càng ít càng tốt, để linh lực của nữ oa vĩnh viễn ngủ say thì hơn. Sau khi Trường Quầy Ly đưa bọn họ đến núi Thiên Ngu, Bạch Bạch không ngăn cản Thanh Vũ xem điển tịch của Tử Hư Nguyên Quân, không ngăn cản nàng tu tập pháp thuật, trong đó là vì nàng cần bắt đầu học cách bảo vệ chính mình. Trải qua chuyện ở núi Tuyết Tây Lĩnh, Bạch Bạch rất rõ hoàn cảnh bây giờ thế nào. Thiên Khê tác loạn tam giới tất có tai họa, lấy mấy trăm năm pháp lực của hắn hiện giờ không đủ để địch nổi Thiên Khê, nếu đến thời điểm nguy cấp nhất phải dựa vào Thanh Vũ tự cứu chính mình. Nhưng hắn không ngờ, còn không đến một tháng nguy hiểm đã tìm tới cửa, đúng là cơ hội để hắn kiểm tra đạo hạnh của Thanh Vũ. Thanh Vũ dùng bộ sách bày ra quy viên trận, chính mình ngồi ở trong trận niệm pháp quyết. Một luồng sáng trắng bao lấy Thanh Vũ, theo pháp quyết Thanh Vũ niệm ra, luồng sáng lan ra cuối cùng bao lấy toàn bộ thư các hình thành một tầng chắn pháp thuật. Pháp thuật kết giới về cơ bản là giống nhau, đều ngăn cách trong ngoài kết giới. Quy viên trận thuộc loại trên trung bình cũng không khó học, hơn nữa muốn khống chế quy viên trận mấu chốt là ở pháp lực của người thi pháp cao hay thấp. Thanh Vũ có thể đưa toàn bộ thư các vào kết giới đã làm cho Bạch Bạch vô cùng vừa lòng. Trưởng Quầy Ly thấy trong thư các khởi động kết giới, trong lòng nghi hoặc kết giới này là Bạch Bạch sang hay vẫn Thanh Vũ. Trong núi Thiên Ngu tiên khí rồi rào đối có tác dụng tăng cường pháp thuật Thanh Vũ sử dụng, nhưng đồng thời lại có tác dụng áp chế và chống cự Trường Quầy Ly. Vì vậy, Trường Quầy Ly muốn phá quy viên trận cũng hao phí chút khí lực, nàng bỗng nhiên nghĩ ra một ý. Thanh Vũ, Bạch Bạch, Trường Quầy Ly đứng ở cửa thư các gọi. Nghe được giọng Trường Quầy Ly, Thanh Vũ lập tức nhảy dựng lên, là Trường Quầy Ly. Đợi chút, Bạch Bạch nói, không được giải kết giới, ta đi ra ngoài nhìn xem trước. Hả? Thanh Vũ không rõ vì sao phải đề phòng cả Trường Quầy Ly. Thiên hạ yêu ma vô số, có thể hóa thành hình dạng và giọng nói người khác cũng không ít, Bạch Bạch cẩn thận vậy cũng không sai. Hắn mở cửa thư các, Trường Quầy Ly đứng ở cửa. Sao ngươi lại tới đây? Hắn nhìn Trường Quầy Ly, khí trên người nàng không giống trước kia, tuy rằng thay đổi không nhiều lắm nhưng quả thật không giống. Tới tìm hai người thương lượng vài việc, Trường Quầy Ly cười cười. Xem ra pháp lực của Thanh Vũ tiến bộ rất lớn. Khí trên người ngươi thay đổi, mà tính mạnh, ta không tin ngươi. Đối mặt với Bạch Bạch thẳng thắn, Trường Quầy Ly giờ khóc giờ cười, khẽ cười một tiếng, ta đứng ở bên ngoài là được. Như vậy sẽ không làm hại được Thanh Vũ. Nói đi. Bạch Bạch dè dặt cẩn thận cùng với bộ dáng bảo hộ Thanh Vũ vạn phần làm cho lòng Trường Quầy Ly càng thêm một phần an tâm, Thiên Khê muốn lấy máu Thanh Vũ quả là rất khó khăn. Ta và Bạch Nham quyết định liên thủ đối phó với Thiên Khê, muốn dùng Thanh Vũ làm mồi dụ. Không được, Bạch Bạch quả quyết, mặc kệ các ngươi muốn làm cái gì, cũng không được liên lụy Thanh Vũ. Trưởng quầy Ly sớm đoán được Bạch Bạch sẽ không dễ dàng đáp ứng, vì thế nói, vậy ngươi muốn để Thanh Vũ trốn ở núi Thiên Ngô cả đời sao? Muốn cho nàng lo lắng hãi hùng cả đời. Cả đời cũng tốt, tam sinh tam thế cũng tốt, không rời khỏi núi Thiên Ngô cũng không có gì không tốt, muốn nàng theo các ngươi mạo hiểm nhất quyết không được. Bởi vì một câu của Phong Hy mà ngươi dùng phương thức cực đoan như vậy bảo vệ Thanh Vũ sao? Tiếng nói của trưởng quầy Ly có thể xuyên qua quy viên trận, Thanh Vũ ở trong tư các có thể nghe thấy rất rõ ràng. Câm mồm, Bạch Bạch không ngờ trưởng quầy Ly lại nói toạc thân thế của Thanh Vũ. Ngươi đang lo lắng cái gì? Sợ hãi Thanh Vũ biết Phong Hy, biết ngươi sao? Trưởng quầy Ly cười đến giảo hoạt, Thanh Vũ ở lại núi Thiên Ngu học đạo pháp, không đến vài năm chính nàng sẽ phát hiện trên người mình che giấu pháp lực mạnh mẽ, qua vài năm nữa đợi nàng học xong thức hồn thuật, hoặc có thể bấm tay tính, đương nhiên cũng sẽ phát hiện bí mật của ngươi. Không cần cả đời, lại càng không cần tam sinh tam thế, nàng cuối cùng rồi cũng sẽ muốn rời khỏi núi Thiên Ngu đi tìm đáp án nàng muốn. Bạch Bạch lộ ra răng nanh móng vuốt, hiện lên vẻ hung dữ, trong cổ họng gừ gừ gầm nhẹ là cảnh cáo cuối cùng của hắn. Ta không có hứng thú với bí mật của ngươi và Thanh Vũ, ta đến chỉ vì tìm các ngươi giúp đỡ. Trưởng quầy Ly mỉm cười cười, tiếp tục nói, Thiên Khê muốn cởi bỏ phong ấn ngũ hành trận nhất định sẽ đến tìm Thanh Vũ, lấy đạo hạnh của muốn hắn cởi bỏ kết giới của Tử Hư Nguyên Quân trên núi Thiên Ngu chỉ là vấn đề thời gian. Trước kia ngươi có thể không để Thiên Khê vào mắt, hoặc 10 Thiên Khê cũng không làm gì được ngươi, nhưng nay đã khác xưa, hắn là dao thớt, các ngươi là cá thịt, đến lúc đó chỉ bị động chịu đánh, đừng nói đối kháng cùng hắn, cho dù ngươi muốn bảo vệ Thanh Vũ cũng không đủ sức. Không bằng giúp ta và Bạch Nham, hóa bị động thành chủ động, chế địch tiên cơ. Trong lòng Bạch Bạch hiểu rõ những lời trưởng quầy Ly là có lý, nhưng dù thế nào hắn cũng không muốn Thanh Vũ bị cuốn vào cuộc chiến. Nàng là trách nhiệm và vướng bận duy nhất của hắn ở phàm trần, cũng là người duy nhất hắn cần dùng hết toàn lực bảo vệ, hắn sẽ không để bất cứ kẻ nào thương tổn nàng. Bạch Bạch yên lặng, suy nghĩ nửa khắc, quyết định nghe kế hoạch của trưởng quầy Ly trước. Ngươi nói rõ ràng, ta muốn dẫn Thiên Khê đến núi Thiên Ngu, trong núi chính khí cuồn cuộn có thể áp chế ma tính của Thiên Khê, tuy rằng ảnh hưởng sẽ không quá lớn, nhưng ít ra có thể giúp chúng ta tăng một phần thắng. Bạch Nham đã đến chỗ Thái Thượng Lão Quân xin Thái Cực Đồ, ta muốn dùng Thái Cực Càn Khôn trận phong ấn Thiên Khê ở đây. Bạch Bạch nhíu mày, hỏi, nhà đầu ngươi rốt cuộc có lai lịch gì, vì sao biết dùng Thái Cực Càn Khôn trận? Trưởng quầy Ly cười cười, thân phận của nàng đã không còn là bí mật, đợi xong chuyện Thiên Khê nếu nàng và Bạch Nham đều còn sống chắc chắn phải lên Cửu Trọng Thiên để Ngọc Đế xử lý. Vì thế nàng xòe bốn cánh, thành thật trả lời Bạch Bạch, Cửu Thiên Huyền Nữ là cô ta. Chẳng qua mấy trăm năm rồi ta đã làm không ít chuyện khiến cô mất mặt, về phần khúc chiết trong đó tạm gác lại về sau có cơ hội tán gẫu với ngươi sẽ nói sau. Thái Cực Đồ, Bạch Bạch nghĩ, đại khái đây là phương pháp duy nhất có thể đối phó Thiên Khê, nhưng Thái Cực Đồ là bảo bối của Lão Quân, hắn sao có thể cho Bạch Nham mượn. Ha ha, mượn cũng tốt, xin cũng tốt, trộm cũng tốt, ta nghĩ hắn sẽ có cách mang Thái Cực Đồ về. Ngươi thật tin tưởng hắn? Đó là đương nhiên. Trưởng quầy Ly nhìn Bạch Bạch, dường như là đang thuyết phục hắn, việc này thành bại mấu chốt ở Thanh Vũ, nàng phải thuyết phục Bạch Bạch. Như vậy ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Bạch Bạch cuối cùng vẫn bị nàng thuyết phục. Ta muốn Thanh Vũ mấy ngày tới học một pháp thuật. Trưởng quầy Ly nhìn Bạch Bạch, lại dường như là nói với Thanh Vũ, trên giá sách dựa vào sổ thượng phía bắc ở tầng 2 của thư các có một quyển sách là Thuần Nguyên Pháp Thuật. Bên trong chỉ có một pháp thuật chính là Thuần Nguyên Hóa Cảnh, ta cần Thanh Vũ trong 3 ngày học xong, hơn nữa phải mở rộng được Thuần Nguyên Hóa Cảnh ra toàn bộ núi Thiên Ngu, sau đó ít nhất chống đỡ được một ngày. Bạch Bạch ngẩn người, Thuần Nguyên Hóa Cảnh là pháp thuật vô cùng cao thâm, chỉ khi hoàn toàn phóng thích nội lực tiềm tàng trong cơ thể ra, trong thời gian ngắn nhất tiến vào Thuần Nguyên Hóa Cảnh. Pháp thuật này mạnh ở chỗ không chỉ có thể gợi ra tiềm năng trong thân thể, mà còn có thể gợi ra hóa cảnh trong phạm vi sức mạnh khác. Nếu hóa cảnh của Thanh Vũ có thể bao gồm cả tòa núi Thiên Ngu vậy chính khí trong núi sẽ gia tăng gấp mấy lần. Nhưng pháp thuật này quá mức cao thâm phức tạp, lại vô cùng khó khống chế. Phạm vi hóa cảnh muốn bao hết cả quả núi, còn phải duy trì một ngày, pháp thuật bậc này một khi phản phệ Thanh Vũ chắc chắn mất mạng. Không được, Bạch Bạch phản đối. ta muốn thử một lần. Thanh Vũ đi tới cửa thư các, đưa tay vuốt lông trên lưng Bạch Bạch, Bạch Bạch, tin tưởng ta một lần đi, ta có thể làm được. Trưởng quầy Ly yêu cầu như vậy chứng minh nàng cũng cho rằng ta làm được. Thật ra Thanh Vũ cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe trưởng quầy Ly và Bạch Bạch đối thoại, nàng biết Thiên Khê nhất định là kẻ địch rất khó đối phó. Hơn nữa trưởng quầy Ly và Bạch Nham đều đánh cược bằng mạng sống, bọn họ cần Bạch Bạch và nàng giúp đỡ. Bọn họ đã từng cứu nàng, đã cứu Bạch Bạch, đã cứu tiểu sư phụ Tòng Tố, bây giờ trưởng quầy Ly thỉnh cầu nàng như vậy, nàng nhất định sẽ đáp ứng. Cho tới nay đều là Bạch Bạch bảo vệ nàng, lúc này đây nàng hy vọng nàng có thể bảo vệ Bạch Bạch, bảo vệ những người khác. Chương 61, hình người của Bạch Bạch. Mở ngoặc đơn gạch chéo đóng ngoặc đơn. Thanh Vũ chẳng qua là một tiểu nha đầu, cho dù đã trải qua đại chiến ở núi tuyết Tây Lĩnh kia, thì nàng vẫn chưa có hiểu biết thực sự về Thiên Khê và Vân Nhai. Nàng sẽ không hiểu được đối mặt với kẻ địch như Thiên Khê và Vân Nhai tức là phải trải qua cuộc chiến sinh tử hủy thiên diệt địa, mà Trường Quầy Ly và Bạch Nham không chỉ không nắm chắc phần thắng, thậm chí ngay cả 5 phần thắng cũng không thấy được. Bạch Bạch làm sao có thể chấp nhận đề nghị của Trường Quầy Ly để Thanh Vũ xuất chiến? Không được, ta nói không được chính là không được. Bạch Bạch rất kiên quyết. Ngươi không tin ta? Ánh mắt Thanh Vũ nhìn Bạch Bạch vô cùng uất ức, vì sao Bạch Bạch không tin nàng làm được? Bạch Bạch dùng cái đuôi lông xù nhẹ nhàng trượt qua cánh tay Thanh Vũ như an ủi, ta tin cô học được thuần nguyên hóa cảnh, cũng tin cô có thể duy trì một ngày, nhưng vậy thì sao? Trận chiến này thắng hay bại căn bản không phụ thuộc vào việc cô có thể thi triển thuần nguyên hóa cảnh hay không. Trưởng quầy Ly muốn dùng cô làm mồi dụ, cô có biết trận chiến này là cửu tử nhất sinh không? Ta lúc trước đồng ý đưa cô đến núi Thiên Ngu chính là muốn tránh những tình huống có hại cho cô. Nếu giờ phút này ta đồng ý với cô, với trưởng quầy Ly, đó là muốn cô đi chịu chết. Thanh Vũ chưa bao giờ nghe Bạch Bạch nói nhiều như vậy, càng chưa bao giờ nghe Bạch Bạch nói những lời nghiêm trọng như vậy, nàng sửng sốt nửa khắc không biết đáp lại thế nào. Bạch Bạch vì tốt cho nàng, luôn bảo vệ nàng sao lại không biết. Trưởng quầy Ly, Bạch Nham và tiểu sư phụ Tòng Tố sắp sửa phải đối mặt với kẻ địch mạnh đến nhường nào, nàng không thể tưởng tượng được trận chiến cuối cùng này sẽ kinh khủng đến mức nào, nàng cũng không đoán trước được. Nhưng như lời Bạch Bạch nói, nếu là một trận chiến cửu tử nhất sinh, Trường Quầy Ly lại thỉnh cầu nàng một chuyện khiến nàng có thể mất mạng, vậy chứng minh bọn họ thực cần năng lực của nàng. Nếu lúc này, nàng sợ hãi, lùi bước, nàng nhất định sẽ hối hận cả đời. Bạch Bạch, Thanh Vũ vuốt ve lông trên người Bạch Bạch, dịu dàng hỏi, Trường Quầy Ly nói trong cơ thể ta cất giấu sức mạnh rất lớn, có đúng không? Bạch Bạch hơi chần chờ gật đầu. Vậy Trường Quầy Ly nói muốn lấy ta làm mồi dụ là có liên quan đến sức mạnh trong cơ thể ta sao? Thanh Vũ muốn biết đáp án trước nay luôn khiến nàng hoang mang, chuyện Trường Quầy Ly, Bạch Nham và tiểu sư phụ Tòng Tố nói nàng nghe không hiểu. Trong đôi mắt sáng như tuyết của Bạch Bạch có ẩn sâu một tia bất an, cuối cùng hắn vẫn gật đầu. Trường Quầy Ly nói Thiên Khê muốn cởi bỏ phong ấn gì đó nhất định sẽ đến tìm ta, cho nên ta mới là mục tiêu của Thiên Khê. Cho nên ta mới có thể trở thành mồi dụ. Thanh Vũ không hề ngốc, mặc dù không biết sự thật, nhưng nghe được bọn Trường Quầy Ly nói nhiều chuyện như vậy, nàng cũng có thể đoán được 7-8 phần. Bạch Bạch đau lòng nàng, không khỏi có chút hận Phong Hy. Lúc trước nàng bỗng nhiên tìm hắn, đem Thanh Vũ phó thác cho hắn, chẳng lẽ vì lấy phân thân của mình dâng cho hai tên Thiên Khê Vân Nhai độc ác kia. Bạch Bạch, nếu mục tiêu của Thiên Khê là ta, vậy vì sao phải Trường Quầy Ly và đạo trưởng Bạch Nham còn có tiểu sư phụ Tòng Tố lại phải chắn tai họa cho ta? Vì sao bọn họ phải chiến đấu vì ta, thậm chí vì ta mà chết? Thanh Vũ ôm cổ Bạch Bạch, nói, nhiều năm như vậy, vẫn đều là Bạch Bạch chăm sóc ta, bảo vệ ta, nuôi ta lớn. Ngươi chính là người thân của ta, nhưng cho tới bây giờ ta không nghĩ ngươi đối tốt với ta như vậy là chuyện đương nhiên, cho nên trước nay ngươi nói cái gì ta đều ngoan ngoãn nghe lời, bởi vì ta không biết ngoại trừ làm như vậy ta còn có cách nào khác để báo đáp ngươi. Tương tự như vậy, hiện giờ bọn Trường Quầy Ly muốn giúp ta, bảo vệ ta, cũng không phải chuyện đương nhiên, có phải ta cũng nên cố gắng hết sức không? Nếu chúng ta cự tuyệt thỉnh cầu của Trường Quầy Ly, có phải rất vong ân phụ nghĩa hay không? Bạch Bạch nghe xong nói Thanh Vũ thì yên lặng, hắn biết nàng quyết, mà hắn đã không thể nào ngăn cản. Bạch Bạch, thật ra ta không chỉ tin tưởng chính thực lực thiên phú của mình nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ Trường Quầy Ly giao cho mà cũng tin tưởng bọn Trường Quầy Ly có thể chiến thắng Thiên Khê. Hơn nữa ta càng tin tưởng ngươi, có ngươi ở bên ta, ta tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Bạch Bạch dùng cái đuôi ôm Thanh Vũ chặt hơn, thở dài, quay về phía Trường Quầy Ly nói, làm theo kế hoạch của các ngươi đi. Rốt cục đợi được Bạch Bạch thỏa hiệp, trong lòng Trường Quầy Ly bỗng nhiên cảm thấy thoải mái hơn. Trường Quầy Ly cười nhạt, Sĩ Hoàng, người cũng đừng bi quan như vậy, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, Thiên Khê Vân Nhai cho dù có bản lĩnh nghiêng trời lệch đất, lúc này đây nhất định cũng phải chịu đau khổ. Huống chi xưa nay ta không thể thắng chính, ông trời sẽ đứng về phía chúng ta. Bạch Bạch hừ một tiếng, ha, ngươi và Bạch Nham bị ông trời trêu cợt còn chưa đủ thảm sao. Dựa vào ông trời, hai người các ngươi đã sớm hồn bay phách tán rồi. Trưởng Quầy Ly mỉm cười, được, không dựa vào ông trời, ta lại nghĩ cách tìm viện binh. Được rồi, người có rảnh ở đây tán gẫu với ta, không bằng nhanh chóng làm việc đi. Người chỉ cho Thanh Vũ 3 ngày, ngươi và Bạch Nham hẳn cũng có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị đúng không? Đúng vậy, Trường Quầy Ly cười nói, Thanh Vũ mở kết giới ra đi, chúng ta để lại cách liên lạc. Thanh Vũ giải kết giới đặt ngoài thư các, cùng Bạch Bạch đi ra. Trường Quầy Ly đưa tay về phía bọn họ, các ngươi đưa ta mấy sợi tóc. Thanh Vũ theo lời bứt vài sợi tóc, lại lấy trên lưng Bạch Bạch mấy sợi lông, giao cho Trường Quầy Ly. Trường Quầy Ly đặt tóc của Thanh Vũ vào đạo phù, quay đầu nhìn Bạch Bạch, nói, ngươi cho ta 2 sợi không biết là cái gì sao ta thi pháp được, ta muốn lông của bản thể. Thanh Vũ khó hiểu nhìn Bạch Bạch, lại nhìn Trường Quầy Ly, có ý gì? Lông Bạch Bạch run lên, mang theo vài phần bất đắc dĩ nhảy lên cao rời khỏi đám mây mù biến trở về hình người. Quần áo màu xanh xám sạch sẽ mà đơn giản, có vẻ vô cùng lạnh nhạt không nhiễm bụi trần, so với Tòng Tố càng nhiều hơn mấy phần khí chất của người trong Phật môn. Tóc dài mềm mại chỉ dùng một sợi gấm màu trắng buộc lỏng thả đằng sau. Thanh Vũ nhìn chàng trai bên cạnh giật mình không thôi, mất một lúc mà vẫn không nói nên lời, trong đầu bỗng nhiên trống rỗng, cuối cùng thầm nghĩ một câu, Bạch Bạch thật đẹp. Sĩ Hoàng bị Thanh Vũ nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, hắn đưa tay vuốt tóc, tay kia móng tay bỗng nhiên biến dài như con dao nhỏ mà sắc, nhẹ nhàng vung lên liền cắt đứt tóc đưa cho Trường Quầy Ly. Trường Quầy Ly cầm lấy, cũng đặt vào một chiếc đạo phù. Nàng hai tay cầm tóc Thanh Vũ và Sĩ Hoàng, trong miệng niệm pháp quyết, lòng bàn tay giấy lên ngọn lửa màu trắng, đợi lửa tắt đạo phù lại hóa thành 2 con hạt giấy đỏ thẫm. Trường Quầy Ly cất kỹ hạt giấy, lấy ra 4 tờ hạt giấy khác giao cho Thanh Vũ và Sĩ Hoàng, màu vàng dùng để liên hệ với ta, màu đen là Bạch Nham. Sĩ Hoàng nhìn 2 con hạt giấy trong tay cười cười, ký linh thuật này tuy nhỏ nhưng cũng rất hữu dụng. Trường Quầy Ly cười, ta phải đi đây. Ai? Thanh Vũ đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn Trường Quầy Ly muốn hỏi, rồi lại do dự một lát không hỏi. Thanh Vũ, cô muốn hỏi cái gì? Thanh Vũ lắc lắc đầu. Trường Quầy Ly thấy nàng muốn nói lại thôi, cũng không biết nàng ta nghĩ như thế nào, thời gian của nàng hữu hạn không tiện ở lại đây lâu, liền xoay người muốn đi. Thanh Vũ nhìn Trường Quầy Ly xoay người đi, trong lòng quính lên vội gọi Trường Quầy Ly lại, Trường Quầy Ly. Sao vậy? Thanh Vũ tiến đến bên người Trường Quầy Ly, nhẹ giọng hỏi, Trường Quầy Ly, Bạch Bạch. Cô vì sao gọi hắn là Sĩ Hoàng? Thanh Vũ càng muốn biết hắn rốt cuộc là người, là tiên hay là yêu. Trường Quầy Ly mỉm cười, không trả lời, Sĩ Hoàng bên cạnh lại mở miệng, ta vốn tên Sĩ Hoàng, chẳng qua cô có thể gọi ta Bạch Bạch như trước. Thanh Vũ xấu hổ quay đầu nhìn Sĩ Hoàng một cái, không biết vì sao nàng chỉ cảm thấy cảm giác nhìn chàng trai kia và nhìn Bạch Bạch hoàn toàn bất đồng. Hắn giống người xa lạ nhưng lại có cảm giác làm cho nàng thấy quen thuộc của Bạch Bạch. Trường Quầy Ly nói, nếu cô muốn hỏi về chuyện của hắn, thì nên hỏi chính hắn thì hơn. Ta nghĩ hắn sẽ nói cho cô. Cô hỏi ta cũng không biết. Thanh Vũ hơi gật gật đầu, nhưng vẫn không có vẻ muốn để Trường Quầy Ly đi. Còn có việc gì sao? Thanh Vũ do dự xong, cuối cùng vẫn hỏi, Trường Quầy Ly, tiểu sư phụ Tòng Tố thế nào rồi? Trường Quầy Ly hơi kinh ngạc, nàng ta ấp a ấp úng nửa ngày lại muốn hỏi thăm về Tòng Tố. Hắn vẫn mạnh khỏe. À, Thanh Vũ gật gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Trường Quầy Ly cười cười, ta phải đi. Thanh Vũ, cô chỉ có 3 ngày để học thuần nguyên hóa cảnh, phải thật chuyên tâm. Ta biết. Trường Quầy Ly đằng vân mà đi để lại 2 người xấu hổ nhìn nhau trước tàng thư các, nghĩ rằng Thanh Vũ ít nhất phải mất nửa ngày không thể chuyên tâm được. Về nhà, Trường Quầy Ly vừa định dùng ký linh thuật liên lạc với Bạch Nham, đã thấy hắn về rồi. Lần đến thiên đình này lại nhanh chóng như vậy, làm cho Trường Quầy Ly cảm thấy không ngờ. Lấy được Thái Cực Đồ không? Bạch Nham gật đầu, lấy được, lão quân còn cho ta 4 viên Ngưng Thần Đan. Trường Quầy Ly trợn mắt kinh ngạc vạn phần, Thái Thượng Lão Quân không làm khó chàng. Không chỉ cho chàng Thái Cực Đồ, mà còn cho chàng Ngưng Thần Đan. Ừ, chàng xác định đó là Thái Thượng Lão Quân không? Chàng xác định ông ta đưa cho chàng là Thái Cực Đồ thật không? Bạch Nham lấy từ trong lòng ra Thái Cực Đồ cùng bình sứ nhỏ Thái Thượng Lão Quân cho hắn đưa cho Trường Quầy Ly, chính nàng xem đi. Trường Quầy Ly cầm Thái Cực Đồ niệm 2 câu chú, Thái Cực Đồ trong tay lập tức phát ra ánh sáng màu vàng, Thái Cực Đồ có phản ứng với pháp quyết của nàng, thì chắc chắn là đồ thật rồi. Nàng buông Thái Cực Đồ mở bình sứ nhỏ ra đặt dưới mũi người, mùi trong veo, còn có thể ngửi thấy mùi cam thảo thoang thoảng, mùi giống Ngưng Thần nàng từng ăn vụng, cũng là đồ thật. Trường Quầy Ly kích động vội túm lấy Bạch Nham sốt ruột hỏi, lão quân đưa những bảo bối này cho chàng, có phải đã làm giao dịch gì với chàng hay không? Ông ấy làm khó chàng, không phải bắt chàng đi hái cái gì đấy chứ? Ông ấy có làm gì chàng không? Bạch Nham cười rộ lên, đừng lo, ta không phải làm gì cả, không phải vẫn bình an đứng trước mặt nàng đây sao? Ta cũng thấy kỳ lạ, nhưng lão quân thật sự rất hợp tác, ta chưa mở miệng ông ấy đã dâng 2 tay, còn nói với ta, bảo ta chăm sóc nàng, đối xử với nàng cho tốt. Làm sao có thể như vậy? Bạch Nham nhún vai, có lẽ lão quân uống nhầm thuốc, sửa cái tính keo kiệt của ông ấy không biết chừng. Mấy ngàn năm không đổi, gặp chàng bỗng nhiên thay đổi. Trưởng Quầy Ly vẫn không tin, nhìn gần Bạch Nham, lại hỏi, chàng thực sự không làm giao dịch gì với lão quân sao? Bạch Nham bất đắc dĩ, làm thế nào nàng mới bằng lòng tin tưởng ta thật sự không mất một sợi tóc nào, lão quân không làm khó ta, không yêu cầu gì, cũng không làm bất cứ giao dịch nào cả, thật đấy. Trưởng Quầy Ly đưa tay sờ sờ mặt Bạch Nham, nhéo cánh tay hắn. Dường như thật sự không hề phát sinh chuyện gì, trên người không có dấu vết cấm chú pháp lực phong ấn. Bạch Nham vén tay áo nâng cánh tay lên, cười nói, muốn cắn thử một miếng không, xem là thật hay giả. Trưởng Quầy Ly nhìn Bạch Nham một cái, thật sự cắn một cái, Bạch Nham đau đến mức kêu to, nàng cắn thật à. Trưởng Quầy Ly nhả ra, liếm tơ máu bên khóe miệng, nàng nhớ rõ nàng từng cắn Bạch Nham, mùi vị vẫn giống nhau, cho nên Bạch Nham trước mắt này vẫn là Bạch Nham trước kia, không thể giả được. Nàng cuối cùng cũng thở phào một hơi. Bạch Nham nhìn dấu răng trên cánh tay mình, miệng vết thương đang dần dần khép lại, hắn dùng tay kia nhẹ nhàng đặt lên miệng vết thương, giữ lại một vết sẹo nhạt, khẽ cười nói, lưu lại chứng cớ sau này sẽ tính sổ với nàng. Tính sổ gì? Trưởng Quầy Ly trừng mắt nhìn, kỳ lạ, cắn hắn một cái chưa đầy một lát miệng vết thương sẽ tự biến mất, không đau không ngứa, hắn còn muốn tính sổ cùng nàng. Nàng cắn ta thật dứt khoát, lần trước cũng thế, lần này cũng thế, nhất định phải lưu lại chứng cớ, nàng chờ ta sau này tính sổ với nàng đi. Bạch Nham cười đến quỷ dị, Trưởng Quầy Ly nhìn mà sợ hãi. Bộ dáng này của hắn rất không có ý tốt, 9 phần là muốn chiếm tiện nghi của nàng. Trưởng Quầy Ly nhanh chóng thu hồi Thái Cực Đồ cùng Ngưng Thần Đan nói, ta về phòng, chàng cũng nghỉ ngơi đi. Dứt lời lập tức chạy mất. Chương 62, người con thứ 5 của rồng. Đêm đó, Bạch Nham vừa về nhà không lâu lại đi. Hắn đến Phong Đô tìm Tòng Tố và đám đạo sĩ Huyền Tôn Giáo, còn Trường Quầy Ly ở lại nhà nghiên cứu cách bày trận Thái Cực Càn Khôn. Muốn dẫn Thiên Khê đến núi Thiên Ngu không khó, nhưng để vây được hắn lại cực kỳ khó khăn. Trường Quầy Ly tin Thanh Vũ có thể khống chế tốt thuần nguyên hóa cảnh, chính khí cuồn cuộn trên núi Thiên Ngu một khi tăng mạnh sẽ trở thành yếu tố áp chế Thiên Khê vô cùng tốt. Vấn đề là Trường Quầy Ly cũng sẽ bị ảnh hưởng do ma tính trên người, mặc dù không nghiêm trọng bằng Thiên Khê, nhưng cũng là chướng ngại lớn. Nàng còn là người duy nhất biết bày trận Thái Cực Càn Khôn, sức mạnh của nàng yếu bất nghĩa là uy lực của Thái Cực Càn Khôn trận cũng yếu bớt, muốn phong ấn Thiên Khê sẽ càng khó hơn. May mắn còn có Ngưng Thần Đan của lão quân có thể giúp nàng giúp một tay. Nhưng Ngưng Thần Đan cũng không phải vạn năng. Trưởng Quầy Ly thở dài, nhớ năm đó nàng ăn vụng Ngưng Thần Đan của lão quân, pháp lực bỗng gia tăng mấy lần, nàng mừng rỡ đến quên hết tất cả. Nhưng hiệu lực của Ngưng Thần Đan căn cứ theo căn cơ pháp lực cá nhân mà đến, lấy pháp lực hiện nay của Trưởng Quầy Ly, dược hiệu có thể kéo dài liên tục 3 ngày, nhưng sau 3 ngày dược hiệu Ngưng Thần Đan hết tác dụng, người dùng sẽ bị hao hết chân lực do pháp lực tăng đột biến, lập tức hư thoát. Đến lúc đó nàng sẽ không còn chút pháp lực nào, nếu không thể khống chế Thiên Khê vậy chắc chắn chỉ còn con đường chết. Nếu một người ăn nhiều hơn một viên ngưng thần đan, pháp lực sẽ mạnh thêm, nhưng dược hiệu đi qua sẽ không chỉ mất hết sức mạnh mà thôi, mà là dầu hết đèn tắt, tự hủy diệt mình. Lão Quân cho 4 viên ngưng thần đan, đương nhiên là cho 4 người. Nghĩ lại, Bạch Nham và nàng nhất định phải ăn, vậy 2 viên còn lại nên cho ai? Đạo sĩ Huyền Tôn Giáo ngoại trừ Minh Tịnh và Minh Trí có chút đạo hạnh, những người khác cho dù pháp lực tăng gấp bội cùng không làm được gì. Nhưng pháp lực của Minh Tịnh, Minh Trí còn không cao bằng Sĩ Hoàng, cho bọn họ ngưng thần đan thật là lãng phí. Còn nữa, chỉ dựa vào Minh Tịnh và Minh Trí thật khó làm nên trò trống, không có Thất Tinh Trận và Kính Côn Luân, bọn họ chẳng làm được gì. Thanh Vũ thì phải dốc sức duy trì thuần nguyên hóa cảnh, ngưng thần đan sẽ rất có ích cho nàng ta 1 viên cũng đúng. Huống hồ Trường Quầy Ly cũng muốn biết ngưng thần đan rốt cuộc có thể khiến Thanh Vũ bùng phát bao nhiêu sức mạnh, nếu có thể có 1/2 pháp lực của Phong Hy, vậy Thiên Khê có thể xem như xong đời. Đương nhiên, Trường Quầy Ly không ngây thơ đến mức đặt tất cả hy vọng lên một mình Thanh Vũ. Dù sao nàng ta cũng vừa mới bắt đầu tu tập pháp thuật, thật sự là nhân tố khó xác định. Vậy 1 viên ngưng thần đan cuối cùng nên cho ai? Sĩ Hoàng. Nếu pháp lực của Sĩ Hoàng có thể nâng cao gấp 3-5 lần quả thật sẽ trở thành một trợ giúp lớn cho bọn họ. Nhưng vấn đề ở chỗ, một khi trận chiến bắt đầu, nhiệm vụ duy nhất của Sĩ Hoàng chắc chắn là bảo vệ Thanh Vũ. Nếu hắn không giao chiến chính diện với Thiên Khê Vân Nhai, vậy công hiệu của ngưng thần đan cũng chỉ lãng phí mà thôi. Trưởng Quầy Ly suy nghĩ mãi vẫn chưa quyết định được 1 viên ngưng thần đan cuối cùng nên cho ai dùng, chỉ đành chờ Bạch Nham trở về bàn bạc. Khi trăng lên đỉnh, Bạch Nham mới trở lại. Cốc cốc, tiếng đập cửa của Bạch Nham khiến Trưởng Quầy Ly từ trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh giật mình, vội đi mở cửa. Đợi Trưởng Quầy Ly mở cửa, Bạch Nham nhìn nàng hốt hoảng liền biết nàng mệt mỏi, vì thế kéo nàng lên nóc nhà ngồi. Trưởng Quầy Ly khó hiểu hỏi, nóc nhà nhà chúng ta mọc cỏ linh chi à? Sao gần đây chàng thích lên nóc nhà ngồi vậy? Ngắm sao? Hả? Trưởng Quầy Ly bị Bạch Nham miễn cưỡng lôi kéo ngồi trên nóc nhà, nhìn bầu trời tối như mực, có sao đâu mà ngắm. Ngồi một lát, Bạch Nham vẫn không nói câu nào dường như nhìn màn đêm đến mê muội thật rồi. Trưởng Quầy Ly ho một tiếng, nói, chàng cứ nhìn địa bàn của Ngũ Đấu Tinh Quân như vậy, bọn họ sẽ tức giận. Bạch Nham cười khẽ, xem cũng không cho xem à. Nhân gian có rất nhiều người thích nhìn sao hứa nguyện, chẳng lẽ cũng là có ý đồ với Ngũ Đấu Tinh Quân sao? Này, đấy không phải trọng điểm. Trưởng Quầy Ly liếc trắng mắt, người này bị làm sao vậy, đang êm đẹp lại ngắm sao làm gì? Hai người yên lặng, Trưởng Quầy Ly nghĩ tới nghĩ lui không biết nói cái gì cho phải, vẫn mở miệng trước, hỏi, chàng đến Phong Đô, bọn Tòng Tố tìm được thứ họ muốn chưa? Là Kính Côn Luân thật sao? Bạch Nham gật đầu, ừ, là Kính Côn Luân, hơn 10 năm trước bị Tề Đồng trộm đi, sau này Minh Dục vẫn không ngừng truy tìm, nhưng Tề Đồng thực thông minh, không chỉ che tiên khí của Kính Côn Luân còn mang nó vào Phong Đô. May mắn Minh Dục cũng không ngốc, cuối cùng vẫn phát hiện Tề Đồng giấu nó ở Phong Đô. Tề Đồng trộm Kính Côn Luân làm gì? Trưởng Quầy Ly khó hiểu hỏi, lấy pháp lực của Tề Đồng đáng ra không thể khởi động được Kính Côn Luân mới phải. Cái này ta không rõ, những chuyện sỉ nhục sư môn như vậy Minh Tịnh, Minh Trí sao có thể nói cho người ngoài như ta? Bạch Nham nói, ít nhiều có Lục cô nương hỗ trợ, bọn họ mới tìm được Tề Đồng. Tề Đồng ở Phong Đô hơn 10 năm, người không ra người, quỷ không ra quỷ, thật sự là tự làm bậy. Trong đầu Trưởng Quầy Ly chợt lóe lên một ý nghĩ, nói ta nghĩ ta biết vì sao Tề Đồng muốn trộm Kính Côn Luân rồi. Hả? Là Vân Nhai, nếu có Kính Côn Luân chấn sơn, Vân Nhai dù mượn thân thể cũng không vào được Huyền Tôn Giáo. Chỉ có đánh cắp Kính Côn Luân, hắn mới có thể công khai làm đệ tử Huyền Tôn Giáo. Nhưng vì sao Vân Nhai lại vào Huyền Tôn Giáo? Câu hỏi này của Bạch Nham cũng là điều Trưởng Quầy Ly suy nghĩ trong lòng. Trưởng Quầy Ly hơi hơi lắc đầu, nàng không đoán được suy nghĩ trong lòng Vân Nhai, không hiểu được những hành động và việc làm của hắn. Nhưng trong lòng nàng có một loại dự cảm không nói rõ được, Thiên Khê và Vân Nhai dường như vì hai mục đích bất đồng, hành động không giống nhau, bọn họ thực ra không đồng lòng. Bạch Nham nói, không nghĩ ra thì đừng nghĩ nhiều, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ta để bọn Tòng Tố tạm thời ở lại trong thành Khương Dương, chờ lệnh làm việc. Đạo sĩ Huyền Tôn Giáo thì sao? Cũng nghe mệnh lệnh của chàng. Minh Tịnh đã quay về Huyền Tôn Giáo xin viện binh, Minh Chí và những người khác đều cùng Tòng Tố ở lại thành Khương Dương. Ta nghĩ Minh Dục sớm biết sẽ có một trận chiến này, nên đã chuẩn bị sẵn. Trưởng quầy Ly lắc đầu, đám người tu đạo này, bản lĩnh không đến nơi đến chốn thì chỉ có đi chịu chết chứ có làm gì đâu. Ha ha, lúc này sao nàng lại thiện tâm vậy? Không tốt sao? Trưởng quầy Ly liếc Bạch Nham một cái. Ha ha, tốt, đương nhiên tốt. Bạch Nham nói xong chuyện Phong Đô, cũng quay sang hỏi chuyện Thanh Vũ và Bạch Bạch, bên nàng thuận lợi không? Ừ, tuy rằng tốn chút nước bọt, nhưng Sĩ Hoàng cuối cùng cũng đáp ứng rồi. Cũng may Thanh Vũ hiểu chuyện. Sĩ Hoàng. Trưởng quầy Ly bỗng nhớ ra là từ lần đầu tiên nàng xem thần thức của Bạch Bạch cho đến lúc đưa bọn họ đến núi Thiên Ngu, cho tới bây giờ nàng vẫn chưa giải thích chuyện này cho Bạch Nham. Đúng rồi, ta chưa kịp nói cho chàng. Bạch Bạch tên là Sĩ Hoàng, ước chừng 800 năm trước bị Văn Thù Bồ Tát phế bỏ vạn năm pháp lực rồi bị phong ấn. Sau này Phong Hy cởi phong ấn, còn phó thác Thanh Vũ cho Sĩ Hoàng nuôi nấng, mà Thanh Vũ thật ra là phân thân của Phong Hy. Trưởng quầy Ly kể lại đơn giản, Bạch Nham lại lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Làm sao vậy? Chàng nghĩ đến cái gì hả? Phong Hy chính là đằng xà, khó trách pháp lực Thanh Vũ che giấu lại khó dò như thế. Bạch Nham cười, nàng biết Sĩ Hoàng là ai không? Trưởng quầy Ly lắc đầu, chàng biết sao? Ừ, chuyện này thật đúng là thiên đạo vô thường, thế sự khó liệu. Bạch Nham nói câu này thật cao thâm, trưởng quầy Ly chỉ cảm thấy mơ hồ. Rốt cuộc là làm sao? Sĩ Hoàng vốn là tọa kỵ của Văn Thù Bồ Tát Toan Nghê một. Toan Nghê, con trai thứ 5 trong số 9 người con của rồng thượng cổ. Vậy không phải là thân thích của chàng sao? Bạch Nham gật gật đầu, tính ra, nên là cố của ông nội ta. Giờ phút này trưởng quầy Ly thật sự không biết nên phản ứng thế nào, một kẻ bị nàng và Bạch Nham cho là yêu thú bình thường lại là thần thú thượng cổ, bối phận còn cao hơn bọn họ rất nhiều. Còn lần Bạch Bạch đả thương nàng, kiếm của Bạch Nham đã kề sát bên cổ hắn, suýt chút nữa là lấy mạng hắn rồi. Thật sự là, không biết nói gì cho phải. Nhưng điều khiến trưởng quầy Ly khiếp sợ không chỉ là thân phận của Sĩ Hoàng, Bạch Nham tiếp tục nói, nếu nàng không biết thân phận của hắn, vậy chắc cũng không biết vì sao hắn bị phế bỏ vạn năm đạo hạnh đúng không? Nói ra thì có liên quan đến nàng đấy. Ta, trưởng quầy Ly lại càng không hiểu. 2000 năm trước không biết vì sao Sĩ Hoàng rời khỏi Văn Thù Bồ Tát xuống hạ giới. Khi hắn xuất hiện ma giới yên ổn kỳ lạ, bởi vì không ai dám to gan làm trái ý hắn. Có tin tức nói rằng trong 1000 năm đó, Phong Đô bị hắn nắm trong tay, mà người 800 năm trước ký khế ước với Vu sư tộc Di cho mượn 300 con rối binh chính là Sĩ Hoàng. Trưởng quầy Ly bỗng nhiên cảm thấy mình bị người ta ngấm ngầm đả kích, cả người đều choáng váng. Lúc trước kiếp nạn của nàng và Viên Hạo lại do Sĩ Hoàng dựng lên. Nàng vẫn nghĩ Phong Đô là bị quỷ mẫu Hòa Vân nắm trong tay, không ngờ Phong Đô đổi chủ thì ra là có chút liên quan đến nàng. Làm sao chàng biết được? Vì sao không nói sớm cho ta biết? Trưởng quầy Ly phát hiện thì ra Bạch Nham luôn biết nguyên nhân thiên kiếp của nàng. Nàng chưa hỏi bao giờ, không phải sao? Bạch Nham dịu dàng trấn an nàng, ta nghĩ nàng cũng không muốn biết. Huống hồ, lúc đầu ta cũng không biết Bạch Bạch chính là Sĩ Hoàng. Vậy sau này thì sao? Sĩ Hoàng vì vậy nên bị Văn Thù Bồ Tát phong ấn sao? Ừ, Bạch Nham gật đầu, chỉ sợ là Văn Thù Bồ Tát phát hiện sát tâm của hắn càng ngày càng nặng, thế gian không ai địch nổi hắn nên mới tự mình phong ấn hắn. Nhưng tình huống cụ thể rất ít người biết. Chuyện phát sinh lúc trước rất bất ngờ, Sĩ Hoàng nhập Phật môn gần vạn năm, cũng không qua lại với nhà ta. Nói là thân thích nhưng thật ra rất bất hòa. Sĩ Hoàng xuống hạ giới rồi bị phong ấn sau này ta cũng mới được biết. Sau khi Sĩ Hoàng bị phong ấn, Phong Đô đã xảy chuyện gì lại càng không rõ ràng, có rất nhiều ý kiến, đại khái đều nói là có một cuộc đại chiến, sau cuộc chiến quỷ mẫu hỏa linh khống chế Phong Đô. Trưởng quầy Ly nghe xong, trong lòng không biết nên nghĩ gì, vừa buồn cười lại vừa muốn khóc. Quả thực giống như Bạch Nham nói, thế sự khó liệu. Lúc trước thiên kiếp là do Sĩ Hoàng dựng lên, cũng khiến một đoạn tình duyên giữa nàng và Viên Hạo không bệnh mà chết, nàng nên oán trách Sĩ Hoàng. Hay là nên trách chính nàng? Mọi chuyện đã qua 800 năm rồi, nàng ngay cả Viên Hạo còn có thể buông bỏ, hiện tại lại đi truy cứu nguyên nhân không phải tự tìm phiền não sao? Văn Thù Bồ Tát giải quyết Sĩ Hoàng, Thiên Khê lại trở thành chúa tể ma giới. 800 năm trước nàng thay Văn Thù Bồ Tát làm tiên phong, nay lại muốn liên hợp với Sĩ Hoàng đối phó Thiên Khê, quả nhiên là một trò đùa. Suy nghĩ cái gì vậy? Nhìn Trường Quầy Ly nhìn trời không nói gì, Bạch Nham khẽ hỏi. Trường Quầy Ly thở dài, ai, chàng nói xem thần Phật đầy trời, vì sao loại chuyện đấu tranh anh dũng này lại do chúng ta đảm đương? Dù là thiên kiếp cũng tốt, thiên mệnh cũng thế, 800 năm trước ta buông tay cho tính mạng của Viên Hạo, 800 năm sau tính mạng của chàng dù thế nào ta cũng không nỡ. Bạch Nham mỉm cười, ta và Viên Hạo không giống nhau. Không giống sao? Trưởng Quầy Ly nhìn người trước mắt, hắn và Viên Hạo giống nhau, đều có kiêu ngạo, vinh quang cùng trách nhiệm của chính mình. Mặc dù hắn trải qua cực hình thần diệt, ánh sáng đã mở đi, che giấu tất cả hào quang thiên thần nên có, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật hắn là Long Thái Tử. Hắn thích xen vào việc của người khác, lập trường của hắn luôn rất kiên định. Nếu Trưởng Quầy Ly tin hắn có điểm nào khác với Viên Hạo, thì có lẽ là hắn yêu nàng hơn Viên Hạo, quý trọng nàng hơn Viên Hạo. Nhưng dù vậy, nếu giờ phút Trường Quầy Ly muốn hắn mặc kệ Thiên Khê, mặc kệ phong ấn ngũ hành trận, cùng nàng rời khỏi thời buổi loạn lạc này, chỉ sợ hắn sẽ không đồng ý. Bạch Nham, rốt cuộc chàng có điểm nào không giống Viên Hạo? Chương 63, Thủ Thị lúc nửa đêm. Đêm nay không trăng không sao, màn đêm nặng nề, ảm đạm không ánh sáng. Ban đêm như vậy là kinh khủng nhất, làm cho người ta có cảm giác đè nén, một ngạt, âm trầm. Bạch Nham và Trường Quầy Ly đều biết, sao trăng máu tất có tai họa lớn, nay ngay cả sao trăng cũng không thấy nữa, chứng tỏ nguy cơ chắc chắn sắp xảy ra. Có thể là ở đâu đó yêu nghiệt trỗi dậy gây họa cho dân chúng, có thể ở đâu đó núi lở đất rung, thiên tai đột nhiên ập xuống, có thể ở đâu đó lũ bất ngờ tràn đến, bệnh dịch bùng phát, tóm lại thiên hạ không hề thái bình. Thiên Khê vì thu thập ngũ linh đã khiến ma giới xáo trộn lộn xộn, đúng là càng loạn càng có yêu ma tác loạn. Mà Bạch Nham và Trường Quầy Ly chỉ đành bất lực, trừ phi nhổ tận gốc mầm tai Thiên Khê này. Dưới tình huống như vậy, Trường Quầy Ly và Bạch Nham đều không có tâm trạng nói chuyện yêu đương, huống chi chính bọn họ cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao, thậm chí không dám nghĩ. Bạch Nham vòng tay qua vai Trường Quầy Ly, để nàng tựa đầu lên vai mình. Ngày thường Trường Quầy Ly sẽ không bao giờ trầm lặng như vậy, cái gì cũng giấu trong lòng không phải là cá tính của nàng. Bạch Nham. Sau một lúc yên lặng, Trường Quầy Ly vẫn mở miệng. Nếu chúng ta độ không qua kiếp này, nhìn Viên Hạo chết là đau xót lớn nhất trong lòng nàng, chịu đựng một lần rồi thì không thể chịu được lần thứ hai, nàng không dám nghĩ đến, nhưng lại bất giác suy nghĩ, nếu một người trong chúng ta không độ qua. Dưới giường ta có một cái hốc bí mật, chỉ có một tầng phong ấn, bên trong là nước vong xuyên. Còn 2 ngày nữa, chỉ cần có máu huyền điều muốn luyện ra nước vong xuyên không phải chuyện khó. Nàng nên lưu lại cho bọn họ một đường lui, đau xót đã từng tra tấn bọn họ quá lâu rồi, cho dù là Bạch Nham hay là nàng đều không thể chịu đựng cảnh mất đi chân tình một lần nữa. Đã chịu khổ mấy trăm năm, nếu lại thêm lần này, ngoại trừ lãng quên thì chỉ còn con đường chết. Từ lúc Trường Quầy Ly bắt đầu nhắc đến nước vong xuyên, Bạch Nham vẫn luôn im lặng. Hắn biết lời ngon tiếng ngọt không ngăn được sợ hãi như đê sắp vỡ trong lòng nàng sợ mất hắn cũng giống như hắn sợ mất nàng. Nếu nàng thật sự muốn đặt giả thiết, vậy hãy giả thiết giờ phút này Thiên Khê bị thiên lôi đánh chết đi, như vậy chúng ta sẽ không sao hết. Bạch Nham cố gắng cười. Trưởng Quầy Ly dương mắt nhìn hắn, không hề bị hắn chọc cười, yếu ớt hỏi một câu, không thể mặc kệ sao? Không thể không nhúng tay vào sao? Ban đêm u tối Bạch Nham không nhìn rõ vẻ mặt Trường Quầy Ly, chỉ nghe giọng nàng giống như làm nũng mang theo 3 phần u oán 3 phần phiền muộn. Hắn bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, được, chỉ cần nàng muốn, ta nghe theo nàng, trời sụp cũng không quan tâm. Nhưng Bạch Nham ích kỷ lạnh lùng như vậy, nàng còn có thể yêu hắn sao? Trường Quầy Ly nghe Bạch Nham trả lời chỉ hừ cười một tiếng, nàng biết hắn sẽ vì một câu của nàng mà làm bất cứ chuyện gì, cho dù nó có trái với tâm nguyện của hắn. Nhưng Bạch Nham cũng biết rõ rằng nàng sẽ không đưa ra yêu cầu vô lý, khiến hắn làm trái với ý nguyện. Mặc dù Bạch Nham trả lời có 3 phần là dỗ nàng nhưng Trường Quầy Ly chỉ cười một tiếng cho qua, vấn đề ngu ngốc như vậy cần gì phải hỏi. Bạch Nham xoa xoa đầu nàng, nói, luôn nói ta xen vào việc của người khác, nhưng chẳng phải lần nào nàng cũng cùng nhúng tay vào sao. Thiên Khê nói nàng xưa nay nhẫn tâm vô tình, ta nói hắn vốn chẳng hề hiểu nàng. Thành ma thì sao, sát sinh thì sao? Nàng chính là quỷ hẹp hòi, đồ của nàng, người của nàng không ai được phép đụng vào, để được nàng để ý rất không dễ dàng, nhưng người được nàng để ý sẽ rất hạnh phúc. Nói xong Bạch Nham hôn lên thái dương nàng một cái, tiếp tục nói, nàng đã sớm muốn đánh với Thiên Khê một trận, báo thù hắn 300 năm trước đả thương nàng, không phải sao. Lúc đầu, ta che nguyên thần và hơn một nửa pháp lực của nàng không có phần thắng, nay phong ấn đã được giải lại thêm Hỏa Vân Thần Đan, còn có Ngưng Thần Đan lão quân tặng, sao nàng lại muốn chạy trốn. Chưa kể đến, ta còn không yếu ớt đến mức khiến nàng bất an như vậy. Không còn lưu hỏa trong nguyên thần, pháp lực của Bạch Nham cao hơn Trường Quầy Ly, quả thật có khả năng liều mạng cùng Thiên Khê. Thiên Khê, Vân Nhai muốn cởi bỏ phong ấn ngũ hành trận nhất định chuẩn bị đầy đủ, chắc chắn còn có yêu ma khác tương trợ, muốn thắng bọn họ ít nhiều cũng phải trả giá đắt, nhưng cái giá này là bao nhiêu chưa tới giờ phút cuối cùng thì chưa nói chắc được. Bạch Nham cười, nàng đang thay hắn diệt chí khi uy phong của mình sao, chẳng lẽ chúng ta chắc chắn thất bại sao? Ta chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Trường Quầy Ly khẽ thở dài, dược hiệu của Ngưng Thần Đan hết, chúng ta đều kiệt sức. Đến lúc đó nếu Dực Thánh Chân Quân tới bắt chàng, chúng ta sẽ không còn chút sức phản kháng nào. Ta sợ qua được một kiếp Thiên Khê Vân Nhai kia, lại chưa chắc đã qua được cửa của Ngọc Hoàng Đại Đế. Bạch Nham ôm Trường Quầy Ly, mặc cho số phận đi. Tiêu diệt Thiên Khê Vân Nhai đó là có công trừ ma, đến lúc đó Ngọc Đế cũng không thể không biết xấu hổ lại phán ta tội chết lần nữa, cùng lắm là chịu một chút đau khổ da thịt thôi, như vậy chúng ta không phải có thể khổ tận cam lai sao? Huống chi trốn tránh nhiều như vậy năm, ta cũng chịu đủ rồi. Cù dìn gan lai khổ tận cam lai, thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới. Ừ, Trưởng Quầy Ly dầu dĩ đáp một tiếng, đưa tay ôm lấy Bạch Nham rúc vào trong lòng hắn. Bạch Nham nâng mặt Trường Quầy Ly lên, bình tĩnh nhìn vào mắt nàng. Trong sương mù đêm đen hắn không nhìn rõ khuôn mặt nàng, nhưng mặt mày nàng, thần thái của nàng, vẻ tươi cười hay giận dữ của nàng đều đã in trong đầu hắn, dù vạn năm sau hắn có mù cũng có thể nhớ rõ ràng. Hắn cúi đầu hôn lên môi nàng, 12 vạn phần đứng đắn nói, dù sao, ta muốn lấy nàng, quang minh chính đại. Dưới sự chúc phúc của tất cả thần Phật, dưới sự chứng kiến của cha ta và cô nàng, lấy nàng. Nàng thích Đông Hải cũng tốt, thích về núi Bình Đỉnh cũng tốt, hoặc là thích ngao du ở nhân gian cũng tốt, ta muốn ở bên nàng sống những ngày tháng hạnh phúc của đôi ta, hoặc là tìm một nơi non xanh nước biếc, sống biếng nhác qua ngày. Ban đêm ngắm trăng sao, sáng sớm nhìn mặt trời mọc, nhàn rỗi không có việc gì làm thì đi khắp nơi, nàng đi theo ta lừa người làm thú vui, để Đỗ Tuyền trông tiệm quan tài cho nàng tiếp tục kiếm bạc, có chỉ Lan chăm lo một ngày ba bữa của chúng ta, thỉnh thoảng về gặp phụ vương ta, cô nàng làm tròn đạo hiếu. Không cần lo lắng bỗng một ngày trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện đám mây ngũ sắc, một thần quân nào đó xuống nói lĩnh mệnh của Ngọc Đế tới bắt ta. Nghe Bạch Nham nói nhiều như vậy, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt Trường Quầy Ly cuối cùng vẫn không kìm chế được trào ra, nghẹn ngào nói không ra lời. Ta không dám hứa hẹn với nàng quá nhiều chỉ sợ mình không làm được. Nhưng ta thật lòng nghĩ như vậy. Lẽ trời đổi thay, lòng ta như cũ. Chỉ lên trời thế vốn chẳng đáng tin, nhưng nếu nàng tin, ta nguyện ý thề. Thề cái gì? Trưởng Quầy Ly âm thầm gạt lệ, không biết nên đáp lại như thế nào đành nói theo lời hắn. Nếu mọi chuyện thực sự xảy ra, ta cũng tuyệt đối không quên nàng, quên tình yêu của chúng ta, quên những lời hôm nay ta đã nói. Ta sẽ vĩnh viễn không dùng đến nước vong xuyên. Nếu muốn vậy nàng hãy để lại cho ta bình rượu hoa quế là được, lúc này đây ta tuyệt đối sẽ không ném lung tung. Trưởng Quầy Ly xì một tiếng cười ra, lệ còn vương tại khóe mắt, cười vô cùng không tự nhiên, quả nhiên không nói được hai câu đứng đắn là chàng lại bắt đầu vô lại. Được, nói đứng đắn. Trong lòng Bạch Nham biết, nếu mọi chuyện xảy ra, có thể đây là lần cuối được ôm nàng như thế này, hắn muốn nói tất cả suy nghĩ trong lòng cho nàng, nếu thực sự xảy ra chuyện vậy hắn cũng không còn gì phải tiếc nuối. Biết ta và Viên Hạo bất đồng lớn nhất là cái gì không? Trưởng Quầy Ly khẽ lắc đầu, sao bỗng nhiên lại nói đến chuyện này? Muốn nói cho nàng, miễn cho nàng suy nghĩ lung tung. Sao chàng biết ta sẽ suy nghĩ lung tung? À, thì ra là ta suy nghĩ lung tung, vậy coi như ta chưa nói gì đi. Đừng, Trưởng Quầy Ly bỗng nhiên phát hiện hắn quả thực không có nổi một khắc đứng đắn, chẳng lẽ thật sự do trước đây nàng chế nhạo hắn quá nhiều, hắn muốn trả thù nàng bằng hết. Nàng giả vờ giận dữ nói, rốt cuộc chàng muốn nói cái gì? Cái ngày nàng nhốt ta trong kết giới ném về tiểu viện, ta chờ đến sốt ruột lại không thể làm gì, trong lúc rối rắm ta đã nghĩ Viên Hạo đã trở lại, liệu nàng có đi theo hắn rồi không để ý đến ta nữa không? hết cách, ta đành lấy chính mình ra so sánh với Viên Hạo, suy nghĩ hơn nửa ngày thuyết phục mình rằng nàng nhất định sẽ trở về. Trưởng quầy Ly ngẩng đầu lên hỏi, hả? Sao lại tự tin như thế? Bạch Nham lắc đầu, lúc ấy ta rất sợ, chỉ sợ nàng một đi không trở lại. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, ta thấy ta và Viên Hạo không cần so sánh. Ta có một điểm nhất định không bằng hắn, nhưng cũng bởi vì điểm này, nàng nhất định sẽ không bỏ ta mà đi cùng hắn. Điểm nào? Trưởng quầy Ly tò mò. Hắn nhìn thấu hơn ta. Sống hay chết, yêu và hận, tình và nghiệt, hắn đều đã nhìn thấu, cho nên hắn có thể đắc đạo thành thần trở về thiên đình. Mà ta, hoàn toàn không nhìn thấu, cho nên phạm vào thiên luật, chịu hình pháp. Mặc dù chạy trốn xuống hạ giới vẫn không nhìn thấu tình yêu nên mới có thể si ngốc yêu nàng, xem ra đời này kiếp này ta khó có thể siêu thoát rồi. Bạch Nham cúi đầu nói nhỏ bên tai trưởng quầy Ly, ta cam lòng sa đọa vì nàng, thế nên nàng tuyệt đối không thể phụ ta. Trưởng quầy Ly trong lòng trầm xuống, ngực trướng khó chịu, giống như có cái gì tràn đầy sắp tràn ra, nước mắt lại rơi xuống, nhào vào trong lòng Bạch Nham khóc thành tiếng. Không cần nước vong xuyên, không cần, trưởng quầy Ly không biết mình nên nói cái gì, chỉ không ngăn được nước mắt cuồn cuộn, cũng quan tâm mình đang nói cái gì, những lời tối nay chàng nói ta sẽ nhớ kỹ, nếu sau này chàng có nửa câu dối trá, ta nhất định bắt chàng chết muôn lần không thể siêu sinh. Nàng nỡ sao? Không nỡ, trưởng quầy Ly khóc đến lộn xộn, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, nàng trừng mắt nhìn Bạch Nham, khó có được lúc chàng nói nhiều như vậy, nếu uống nước vong xuyên quên chàng, chỉ sợ sẽ không còn ai nói những lời đó với ta nữa, quyết không thể quên. Bạch Nham nhìn bộ dáng nàng vừa vui mừng vừa khóc đến hồ đồ, trong lòng chua xót chát chát lại ngọt ngào, hắn cũng có chút muốn khóc, nàng cho rằng trời tối ta không nhìn rõ nàng nên mới khóc đến mức này sao. Ngàn năm khó gặp nàng khóc lấm lem đến thế này, ta nghĩ ta sẽ không thể nào quên được bộ dáng này của nàng. Nước mắt trưởng quầy Ly làm ẩm ướt vạt áo Bạch Nham, dường như đây là lần đầu từ lúc quen nhau đến giờ Bạch Nham thấy nàng khóc thành như vậy, tuyến lệ giống như không ngừng được. Bạch Nham ôm chặt nàng vào lòng, nàng vẫn khóc, trong lòng lại thấy vui mừng, buồn vui của nàng đều là vì hắn, sao hắn có thể không vui cho được. Đối với hắn mà nói, một giọt lệ của nàng còn quý giá hơn quỳnh dao cam lộ, huống chi là nước mắt cảm động của nàng. Qua rất lâu trưởng quầy Ly mới ngừng khóc, hoảng sợ phát hiện mình khóc rất có hình tượng, xấu hổ rúc vào trong lòng Bạch Nham không động đậy. Khóc đủ rồi à? Trưởng quầy Ly hừ một tiếng, không trả lời. Khóc đủ thì trở về phòng đi. Bạch Nham bế nàng lên, trực tiếp xuyên qua nóc nhà trở về phòng. A, trưởng quầy Ly túm chặt áo Bạch Nham, khẽ hoảng hốt, này. Ở trong nhà mình, chàng không đi cửa lớn được à? Đi cửa lớn rất phiền toái. Bạch Nham nhẹ nhàng đặt nàng lên trên giường, cả người cũng đè lên. Chương 64, tranh thủ một lát vui thích. Mở ngoặc đơn gạch chéo đóng ngoặc đơn. Cả đêm vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cả đêm mây mưa thất thường, sau hừng đông hai người đều miễn cưỡng nằm ở trên giường không chịu động đậy. Trưởng quầy Ly dựa vào trong ngực Bạch Nham cầm một lọn tóc của hắn nghịch, Bạch Nham cười khẽ để nàng tùy ý nghịch ngợm. Trưởng quầy Ly lấy tay chọc chọc lên lồng ngực rắn chắc của Bạch Nham, nói nhỏ, chúng ta cứ nằm như vậy không làm gì à? Bạch Nham cười xấu xa nói, à, vậy nàng muốn làm gì? Vừa nói một tay đã sờ đến bên eo nàng. Đừng nhúc nhích, trưởng quầy Ly đánh một cái lên đầu vai hắn, hung hăng nói, ta là hỏi chàng, còn hơn một ngày nữa chúng ta nên làm cái gì? Ta nghĩ hay là trở về núi Bình Đỉnh một chuyến xin cô giúp đỡ, mời cứu binh đến. Như thế rất tốt, không bằng mời cô nàng rời núi, như vậy chúng ta sẽ không cần lo gì nữa. Bạch Nham cười, ra vẻ thoải mái. Trưởng quầy Ly liếc trắng mắt, nếu thật sự dễ dàng như thế thì 300 năm trước ta tội gì phải chật vật trốn vào núi tuyết, trực tiếp trở về núi Bình Đỉnh xin cô diệt trừ Thiên Khê không phải xong chuyện sao. Ta nhập ma nhiều năm như vậy, khiến cô mất mặt là việc nhỏ, còn phạm phải không biết bao nhiêu thiên quy thiên luật. Nếu cô thật sự rời núi thì chuyện đầu tiên phải làm đó là xử lý ta. Tam giới phân chia rõ ràng, không can thiệp vào chuyện của nhau, dù Thiên Khê làm loạn ở ma giới thế nào thì chư thần trên trời cũng không thể nhúng tay, lại càng không liên quan gì đến núi Bình Đỉnh. Ta cùng lắm là mượn cô người đến trợ trận, nhưng không thể toàn dựa vào bọn họ tiêu diệt Thiên Khê. Lòng bàn tay Bạch Nham nhẹ nhàng mơn trớn lưng trưởng quầy Ly, nếu đã biết vậy thì đừng nghĩ đến những chuyện không thực tế kia nữa. Đừng nói Thiên Khê còn chưa cởi bỏ phong ấn ngũ hành trận, thiên giới không xen vào. Khi hắn giải phong ấn, Ngọc Đế phái ai tới chỉ hắn còn chưa biết được, sao ta có thể đem công lao trừ ma tặng không cho người khác được. Trưởng quầy Ly kéo một lọn tóc của Bạch Nham, nói, chàng muốn lấy công chuộc tội vậy nên đi đàm điều kiện với Ngọc Đế trước đi. Nàng không sợ ta đến tiên đình sẽ lập tức bị giam lại không về được sao? Thôi đừng đi, trưởng quầy Ly nhích lại gần Bạch Nham. Nàng có trách ta không buông tha Thiên Khê nên liên lụy đến Tiểu Tuyền không? Trưởng quầy Ly tì cầm lên ngực Bạch Nham, tay thì cầm lọn tóc hắn xoắn xoắn, có gì mà trách, cho dù không phải Tiểu Tuyền Thiên Khê vì cởi bỏ phong ấn chắc chắn cũng sẽ tìm được chàng. So với Tiểu Tuyền hắn càng muốn bắt chàng để giải phong ấn hơn. Cho dù có dao đá vô sắc và Thanh Vũ gia chúng ta cũng chưa chắc được yên. Tổ vỡ há có trứng lành, 300 năm trước khi ta biết về phong ấn ngũ hành đã trốn Thiên Khê một lần, lần này chẳng lẽ còn có thể trốn hắn lần thứ hai sao? Thiên Khê mang theo đại kiếp nạn thiên hạ mà đến, sẽ có người phải ứng kiếp này. Chàng luôn miệng nói số trời, lần này chỉ sợ thật sự là kiếp số của đôi ta, nhất định phải cùng nhau ứng kiếp. Bạch Nham im lặng một chút, bỗng nhiên nâng hai má trưởng quầy Ly lên nghiêm túc hỏi, nếu có một cơ hội, 800 năm trước nàng có ngăn cản Viên Hạo ứng kiếp không? Làm theo ý muốn của riêng nàng, giữ hắn ở bên mình. Ta đã nghĩ chuyện này rất nhiều lần, nghĩ rằng lúc trước nếu có thể ngăn hắn vậy ta có thể vui vẻ làm phu nhân tướng quân của hắn, qua một đời hạnh phúc yêu nhau ở bên nhau. Sắc mặt Bạch Nham dần dần trầm xuống, yên lặng nhìn trưởng quầy Ly không nói lời nào. Người ai cũng có lòng tham, đã có được rồi sẽ muốn càng nhiều. Nếu có thể cùng hắn yêu nhau một đời, ta nghĩ ta sẽ muốn kiếp sau của hắn, tam sinh tam thế, đời đời kiếp kiếp, ta chắc chắn sẽ lòng tham không đáy. Bạch Nham chưa bao giờ trực diện hỏi trưởng quầy Ly về chuyện Viên Hạo, hắn nghĩ rằng đã qua mấy trăm năm, nay nếu nàng tình nguyện ở bên hắn thì dĩ nhiên là nàng đã có thể vứt bỏ chuyện cũ để yêu hắn. Nhưng hôm nay không nhịn được hỏi xong, nghe xong đáp án của trưởng quầy Ly, trong lòng hắn đúng là oán hận ghen tị khó có thể khống chế. Trưởng quầy Ly sao lại không biết Bạch Nham không thích nghe những lời này, nhưng những gì nàng nói là thật, nhìn sắc mặt Bạch Nham xanh mét, nhíu mày, khóe miệng bắt đầu giật giật, trong lòng nàng có một tia mừng thầm. Nếu thời gian có thể đảo ngược, nếu ta có thể lựa chọn lại một lần, nếu không có chàng, có lẽ ta sẽ dốc hết sức giữ Viên Hạo lại. Trưởng quầy Ly khẽ nói. Tay Bạch Nham nâng cầm trưởng quầy Ly hơi hơi run rẩy, chậm rãi buông lỏng ra, vẫn không nói gì, trong lòng khó chịu không nói nên lời. Trưởng quầy Ly cầm tay Bạch Nham, vui cười nói, nếu chàng muốn hỏi, lúc này đây ta muốn giữ chàng lại hay muốn cùng chàng gánh vác mọi chuyện, vậy chàng đúng là vòng một vòng luẩn quẩn lớn, còn tự ghen tị với mình. Bạch Nham hơi kinh ngạc há miệng định nói, không đợi Bạch Nham nói, trưởng quầy Ly tiếp tục nói, ta biết năm đó ta không làm sai, chỉ là không dám gánh vác kết quả đối nghịch. Ngay từ đầu đã biết rõ nhất định sẽ mất hắn cuối cùng vẫn không nỡ. Viên Hạo và ta nhất định vô duyên. Mà chàng không giống, chúng ta có thể ôm nhau như lúc này vậy ta chấp nhận tin tưởng thiên mệnh nhất định sẽ cho chúng ta ở bên nhau. Cho dù không thể, ta cũng không có gì phải hối hận. Trưởng quầy Ly bỗng nhiên cười rộ lên, trận chiến với Thiên Khê không chỉ là quyết định của chàng mà còn là của chính ta, là ăn ý giữa hai ta. Không vì chúng sinh thiên hạ, không vì Tiểu Tuyền Thanh Vũ. Chỉ vì sát cánh bên chàng, sống chết có nhau. Ha, có giống lời kịch trong tiểu thuyết không? Khuôn sáo lại khiến người ta buồn nôn. Vì sao chàng nói những câu buồn nôn này không thấy xấu hổ, mà ta lại thấy cả người không thoải mái nhỉ? Bạch Nham nhẹ giọng cười, lắc lắc đầu, những lời này quả thật giống bắt chước trong sách. Nếu nàng dùng 10 phần thật lòng có lẽ sẽ thấy thích hơn. Trưởng quầy Ly tiến đến trước mặt hắn hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Những lời như vậy nàng sẽ không bao giờ nói lại. Hắn có thích nghe hay không? Trưởng quầy Ly đặt tay lên ngực Bạch Nham, há miệng ngậm lấy môi hắn, đầu lưỡi chậm rãi liếm liếm, mang tâm lý trả thù nàng nhẹ nhàng cắn một cái, 10 phần là dụ dỗ. Bạch Nham nuốt nước miếng một cái, một tay đỡ eo nàng ôm chặt, một tay mơn trớn từ bả vai nàng xuống. Sau một lúc hôn môi không rời, sau một lúc vỗ về trêu chọc khiến hai người không khỏi thở dốc. Trưởng quầy Ly không biết là cố ý hay vô tình mở ra hai chân ngồi trên eo Bạch Nham, vô cùng tự nhiên dụ dỗ hắn, hùa theo hắn. Bạch Nham hôn lên vành tai nàng, cắn cần cổ trắng nõn của nàng, khẽ nói ta không đứng đắn, đối với yêu tinh như nàng còn có thể đứng đắn thì chắc chắn không phải đàn ông. Thực sắc tính dã, không phải không có đạo lý. Thực sắc tính dã, ăn uống, sắc dục là bản tính. Bạch Nham không khỏi nghĩ, nếu 800 năm trước Viên Hạo thấy được bộ dáng mê người này của Ly Du Dao, chỉ sợ cũng sẽ chìm đắm trong đó, sao có thể lựa chọn quyết định thanh cao như vậy. Cảm giác được dục vọng thật lớn của Bạch Nham không thể nhịn được nữa, Trường Quầy Ly khẽ rên rỉ lộ ra vài tiếng cười duyên, a nhân gian có câu thơ là tình này nếu như đã mãi lâu dài, há cứ phải gặp nhau sớm sớm chiều chiều. Một ha, quả nhiên là không nhìn thấu nha. Chúng ta dù có ngàn năm vạn năm vậy mà vẫn muốn tranh thủ một lát vui thích ngắn ngủi. Bạch Nham nghe xong cũng bắt đầu cười theo, chẳng trách trụ vương vì đát kỷ mà phế chiều, ngày đêm tận tình, thật sự là không thể kháng cự. Vừa nói hai tay cũng không nhàn rỗi, giữ lấy eo nhỏ của Trường Quầy Ly, phần eo dùng sức đưa dục vọng đã sớm cứng rắn đâm sâu vào. A, Trường Quầy Ly không khỏi kêu ra tiếng, Bạch Nham, chàng nhẹ một chút. Thanh âm Trường Quầy Ly khe khẽ mềm mại tinh tế càng khiến Bạch Nham chăm chỉ cày cấy. Cảm giác gắn bó hòa hợp này rất kỳ lạ tuyệt vời, là cảm giác thỏa mãn hoàn toàn tương phản với cảm giác bình tĩnh an nhàn lúc bọn họ dung hợp nguyên thần. Nếu dung hợp nguyên thần khiến bọn họ đều hóa thành nước hòa vào nhau, vậy giờ phút này bọn họ là đám lửa bùng cháy thiêu đốt cùng nhau. Khi Chỉ Lan đến gọi bọn họ ăn sáng, bọn họ không lên tiếng trả lời. Đến gọi bọn họ ăn cơm trưa, vẫn không có người trả lời. Chỉ Lan suy nghĩ một lúc cuối cùng nghĩ rằng hai người bọn họ đã ra khỏi nhà, không biết lại đi đâu rồi. Hai người cứ như vậy ngọt ngào ở bên nhau tận hưởng lạc thú trước mắt, đến khi bên ngoài nhà có người gõ cửa. Bạch Nham hơi hơi chau mày, Trường Quầy Ly cũng cảm giác được người tới pháp lực có chút cao thâm, nói ta muốn đi tắm rửa, chàng ra xem khách tới là ai. Được, ta đi. Thật ra không cần mở cửa nhìn Bạch Nham cũng đã biết người tới là ai. Hắn vừa ra khỏi phòng vừa cởi bỏ vài tầng kết giới mạnh trong ngoài nhà, đi đến cửa vừa lúc mời khách vào. Sao lại tự mình đến đây? Bạch Nham mở cửa mời nàng vào, xem ra thật sự xảy ra chuyện lớn. Bạch Doanh Chi vô cùng để ý chuyện Bạch Nham trộm đá vô sắc, vì tình cảm huynh muội lúc trước không đành lòng thấy chết mà không cứu, nhưng rồi 500 năm sau đó nàng vẫn không thể tha thứ chuyện ca ca mình tôn trọng sùng bái nhất bị hủy bởi tình yêu, quả quyết lựa chọn không gặp hắn. Nàng có thể giúp hắn một lần cứu mạng hắn, nhưng không cứu được trái tim hắn, không chữa được vết thương của hắn, nếu hết lòng quan tâm giúp đỡ vậy không gặp thì hơn. Lúc trước Bạch Nham đột nhiên đến Bột Hải tìm nàng cũng hoảng sợ. 500 năm chẳng quan tâm nhau, hắn xuất hiện chắc chắn là có nguyên nhân. Bạch Doanh Chi không chút nghi ngờ, vì thế sai người về Đông Hải tìm hiểu. Lần này Bạch Doanh Chi không để ý đến chức trách, trái mệnh Ngọc Đế một mình rời khỏi Bột Hải, hiển nhiên cũng không phải đến ôn chuyện. Bạch Nham mời nàng vào, nói, vào trong nhà rồi nói. Bạch Doanh Chi gật đầu, đi theo Bạch Nham vào, đóng cửa lại Bạch Nham lại khởi động kết giới. Theo Bạch Nham đi vào nội viện, Bạch Doanh Chi nhìn hắn nghi hoặc hỏi, khí trên người huynh. Dù sao cũng là ca ca ruột, Bạch Doanh Chi thật sự rất quen thuộc với khí trên người Bạch Nham, nhưng từ lúc vừa rồi nhìn thấy hắn đến bây giờ, nàng đã nhận ra điểm khác kỳ lạ trên người hắn. Khí của thủy linh thuần khiết đã trộn với một chút mùi thơm ngào ngạt, đây không phải vì ở chung lâu với người khác, mùi này không phải dính trên người Bạch Nham, mà là xen lẫn trong hơi thở của hắn, thật sự là chuyện lạ. Bạch Nham nâng cánh tay lên người, khẽ cười một tiếng, có lẽ là mùi của chị dâu muội. Bạch Doanh Chi giống như nghe thấy chuyện lạ không thể xảy ra, sững sờ hóa đá, nghẹn họng nhìn chân chối, ấp úng một lúc rốt cục cũng chỉ nói được hai chữ, chị dâu. Bạch Nham cười không đáp, vẻ hạnh phúc trên mặt không che giấu chút nào. Bạch Doanh Chi hoàn toàn ngây người, hắn từng vì một cô gái người phàm gần như bị hủy thần hình, nay còn có ai có thể thay thế được cô gái kia, khiến cho hắn toàn tâm toàn ý lại yêu thêm lần nữa. Lúc này đây chẳng lẽ lại thêm một lần tổn thương, một lần đau, một lần chết nữa sao? Làm sao vậy? Bạch Nham thấy Bạch Doanh Chi ngừng bước, quay lại nhìn nàng. Bạch Doanh Chi đi lên, hỏi, nàng ta là ai? Một người phàm là không thể đưa khí của mình hòa vào khí của Bạch Nham được, huống hồ còn là mùi hương ngọt ngào như vậy, nàng ta nhất định không phải người phàm. Gặp rồi chẳng phải sẽ biết sao? Bạch Nham đưa Bạch Doanh Chi vào sảnh chính, Chỉ Lan biết có khách đến vội vàng chạy tới xem. Bạch Doanh Chi nhìn Chỉ Lan, trong lòng thầm nghĩ cô gái này chẳng qua mới thành hình, khí trên người rất yếu nhưng có vài phần giống trên người Bạch Nham, chẳng lẽ là nàng ta? Chỉ Lan là nương theo pháp lực của Trường Quầy Ly hóa thành hình người, đương nhiên khí sẽ có vài phần giống Trường Quầy Ly. nàng bị Bạch Doanh Chi dùng ánh mắt đánh giá rất khó chịu, vì thế lấy cớ bưng trà đổ nước cho bọn họ rời đi. Đừng dùng ánh mắt bắt trộm này nhìn người ta, dọa Chỉ Lan chạy rồi kìa. Bạch Nham thấy Bạch Doanh Chi hiểu lầm, cười nói, không phải muội ấy. Trong một căn phòng khác trong nội viện, Trường Quầy Ly ngâm mình trong nước tắm rửa, phát hiện Bạch Nham không chỉ đi gặp khách còn mở kết giới mời người vào, nghĩ rằng người này có chút lai lịch, nàng có nên đi gặp hay không? Nghĩ Trường Quầy Ly vẫn quyết định đi nhìn một cái, nhanh chóng thay đổi quần áo sạch sẽ nhanh nhẹn đi đến sảnh chính. Vừa nhìn thấy Bạch Doanh Chi nàng lập tức đã nhận ra. Long Tam công chúa Đông Hải. Bạch Doanh Chi nhìn Trường Quầy Ly đi vào sảnh, khí trên người nàng đúng là khí trên người Bạch Nham, lần này tuyệt đối không sai. Cô biết ta. Trường Quầy Ly ngồi xuống nói, từng nhìn thấy trong thần thức của Bạch Nham. Khi đó, Bạch Doanh Chi vẫn còn là một tiểu cô nương. Bạch Nham, Bạch Doanh Chi lấy giọng điệu kỳ lạ không được tự nhiên nhắc lại tên Bạch Nham rồi nhìn về phía hắn. Ngay cả thần thức cũng để nàng ta xem, người chị dâu này nàng không nhận không được rồi. Trường Quầy Ly cũng chậm rãi nhìn về phía Bạch Nham, cong khóe miệng hỏi, xem ra Bạch Nham quả thực không phải tên thật của chàng. Trường Quầy Ly cũng có chút nghi ngờ với cái tên Bạch Nham này, nhưng cũng không hỏi. Hắn mở miệng là nói dối, nàng tội gì so đo một cái tên với hắn. Bạch Nham cười cười, Long Thái tử Đông Hải tên là Bạch Lạc Phi, chẳng qua 500 năm trước đã chết rồi. Bạch Nham chính là Bạch Nham. Trường Quầy Ly hơi kinh ngạc, Bạch Lạc Phi. Tiện Đà bật cười, nàng nhớ rõ hắn từng dùng cái tên Lạc Phi này, nhưng lại ghép họ của nàng. Hắn muốn vào cửa nhà nàng. Rất tốt, rất tốt. Bạch Nham dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Trường Quầy Ly, chỉ cười nhẹ, ngược lại quay sang hỏi Bạch Doanh Chi, Doanh Chi muội ngàn dặm xa xôi đến đây rốt cuộc là vì chuyện lớn gì? Chương 65, Nhị Hoàng tử Long tộc. Mở ngoặc đơn gạch chéo đóng ngoặc đơn. Bạch Doanh Chi tạm thời gác lại những phỏng đoán về người chị dâu tương lai này, quay lại với mục đích chính nàng đến đây. Ngày ấy huynh tới Bột Hải tìm muội, Bạch Doanh Chi nói, muội liền phái người trở về Đông Hải một chuyến hỏi thăm phụ vương và nhị hoàng huynh vài chuyện, ai ngờ người được phái đi lại trở về bẩm báo, phụ vương lên thiên đình chưa về, nhị hoàng huynh không ở Đông Hải. Trưởng Quầy Ly lấy ánh mắt hỏi Bạch Nham, chàng đến Bột Hải lúc nào, sao ta không biết? Trong lòng Bạch Nham có dự cảm không tốt, không giải thích với Trường Quầy Ly, mà quay ngay sang hỏi Bạch Doanh Chi, cha và Tiêu Thừa đều không ở Đông Hải. Khó trách thời tiết Đông Hải biến đổi thất thường, thì ra là không có người quản lý. Nhưng cha đến thiên đình theo lý Tiêu Thừa phải ở lại Đông Hải mới phải. Nhị ca sẽ không tự tiện rời cương vị. Nhị hoàng tử Long tộc Đông Hải Bạch Tiêu Thừa từng rất phản nghịch, giống như Trường Quầy Ly đã từng thấy trong thần thức của Bạch Nham. Khi còn trẻ, Bạch Tiêu Thừa ngỗ nghịch khó dậy, thường khiến lão Long Vương đau đầu, không cách trừng phạt nào dùng được với Bạch Tiêu Thừa, người duy nhất có thể quản được Bạch Tiêu Thừa chính là đại ca Bạch Nham này. 500 năm trước Bạch Nham gặp phải đại nạn, bị Ngọc Đế hạ lệnh truy nã, phái Bạch Tiêu Thừa và Bạch Doanh Chi làm tiên phong mới bắt được Bạch Nham về Cửu Trọng Thiên. Cũng may Bạch Tiêu Thừa và Bạch Doanh Chi vô cùng kính yêu đại ca của mình, mới có thể giúp đỡ hắn tạo phân thân né tránh cực hình thần diệt. Sau đó Bạch Tiêu Thừa đột nhiên đổi tính, bỏ hết những hành vi ngỗ nghịch liều lĩnh khi xưa, dường như bị Bạch Nham ảnh hưởng, trở nên ổn trọng thành thục. Đối với mệnh lệnh của lão Long Vương thì nói gì nghe nấy, đối với Bạch Doanh Chi thì yêu thương vô cùng, đối với sự vụ ở Đông Hải thì cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí 500 năm không hề bước ra khỏi Đông Hải một bước. Bạch Nham nghĩ, lại hỏi, muội có phái người đi tìm Tiêu Thừa không? Có kết quả không? Bạch Doanh Chi đáp, muội không yên lòng, vì thế tự mình về Đông Hải một chuyến, tạm thời thay phụ vương và nhị ca xử lý một ít chuyện ở Đông Hải, đồng thời phái người đi tìm nhị ca, cũng ở lại Đông Hải chờ phụ vương về. Đợi mấy ngày, người phái đi tìm nhị ca càng phái càng nhiều, nhưng không hề có chút tin tức nào. Muội cũng đã hỏi thừa tướng, toàn bộ Đông Hải không ai biết nhị ca đi đâu, chỉ đành chờ phụ vương về. Bạch Nham nhíu chặt đôi mày, nói, huynh nghĩ huynh đại khái có thể đoán được Tiêu Thừa vì sao mất tích. Lúc trước khi huynh nhận mệnh kiếp tu thành Ứng Long cũng đã không nói cho ai biết, tìm nơi kín đáo bế quan tận 10 năm, tính thời gian thì Tiêu Thừa cũng sắp đến lúc. Có thể tu thành Ứng Long hay không hoàn toàn dựa vào bản thân Bạch Tiêu Thừa, 10 năm dốc lòng tu luyện thành bại chỉ trong lần này. Bạch Nham vốn nên vui mừng thay đệ đệ, nhưng lúc này hắn siết chặt nắm tay, vẻ mặt giống như muốn giết người. Trưởng Quầy Ly không cần hỏi nhiều cũng nghĩ ra, Ứng Long là thủy linh thuần khiến, Thiên Khê muốn dùng Bạch Nham làm tế phẩm nhưng cũng không muốn vì bắt Bạch Nham mà tiêu hao quá nhiều pháp lực, mà Tiểu Tuyền thì công lực chưa đủ, khó thành tế phẩm, không bằng lùi một bước để tiến hai bước một, dùng Bạch Tiêu Thừa làm tế phẩm Thủy Linh. Mặc dù Bạch Tiêu Thừa còn chưa phải ứng long nhưng cũng không kém nhiều lắm. Thiên Khê nếu có thể luyện quỷ mẫu hỏa linh thành hỏa linh, vậy Bạch Tiêu Thừa đương nhiên cũng có thể. Khó trách lúc ở Phong Đô Thiên Khê chỉ lấy Đỗ Tuyền ép hỏi Trường Quầy Ly nơi giấu Thanh Vũ, chứ không có ý trực tiếp bắt Bạch Nham. Trường Quầy Ly suy nghĩ cẩn thận lại thì đột nhiên giật mình, bọn họ sớm biết rằng Thiên Khê là loại người như thế nào, nhưng cũng không ngờ Thiên Khê còn một chiêu như thế này. Bạch Doanh Chi nói, hôm qua phụ vương trở lại Đông Hải, muội hỏi cha nói cho muội biết nơi nhị ca có thể bế quan. Phụ vương đoán nhị ca sẽ chọn nơi lúc trước huynh tu luyện bế quan, huynh cũng biết nhị ca thực sùng bái huynh mà. Trong lòng muội bất an, vì thế đi một chuyến. Bạch Nham thở dài, tiếp lời, muội tới đây tìm huynh, chứng tỏ muội không tìm được Tiêu Thừa. Muội không tìm được Tiêu Thừa nhưng không đến nơi khác tìm, chứng tỏ ở đó muội tìm được manh mối Tiêu Thừa mất tích. Bạch Doanh Chi gật đầu nói, nơi đó có dấu vết đánh nhau, còn có vảy rồng và vết máu của nhị ca. Bạch Nham siết chặt nắm đấm, trên người đằng đằng sát khí, Trường Quầy Ly chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, nàng chưa bao giờ thấy Bạch Nham tức giận như vậy, phẫn nộ như vậy. Muội trở về nói cho phụ vương, ông ấy liền bảo muội đến tìm huynh, cha nói huynh biết là ai bắt nhị ca đi. Quả nhiên lão Long Vương sớm biết rằng Bạch Nham chưa chết, mấy năm nay đều giả vờ như không biết gì thôi. Bạch Nham thật lâu mới bình tĩnh lại, thở ra một hơi, nói, Thiên Khê. Thiên Khê to gan lớn mật dám xuống tay với Long tộc Đông Hải, lúc này đây Bạch Doanh Chi đến chắc sẽ gia tăng một phần sức mạnh, một phần thắng cho họ, đồng thời cũng tăng một phần băn khoăn. Tiểu Tuyền, Bạch Tiêu Thừa, một người là ân nhân của Bạch Nham, một người là huynh đệ ruột thịt, nếu Thiên Khê bắt họ dùng để áp chế hắn, Bạch Nham ngoại trừ dương mắt nhìn còn có thể làm được gì. Lúc này mà quyết đấu cùng Thiên Khê chỉ sợ tràn ngập nguy cơ. Không đợi Bạch Nham, Trường Quầy Ly và Bạch Doanh Chi nghiên cứu làm thế nào để đối phó Thiên Khê, cứu Tiểu Tuyền và Bạch Tiêu Thừa, thì bỗng một luồng yêu khí vô cùng mạnh mẽ ập tới. Trường Quầy Ly đứng lên đi ra cửa nhìn chân trời, nói một tiếng, ta đi nhìn xem. Dứt lời liền hóa thành sương mù biến mất. Bạch Nham cau mày không nói, Bạch Doanh Chi nói, yêu khí mạnh mẽ đó là ai? Huynh để chị dâu đi một mình vậy sao? Vốn trong lòng Bạch Nham tràn đầy bất an, nghe Bạch Doanh Chi gọi Trường Quầy Ly một tiếng chị dâu, tâm trạng u ám bỗng nhiên lộ ra một tia ánh sáng, hắn lắc đầu, chỉ có thể để cho nàng ấy đi thôi. Luồng yêu khí kia mặc dù Bạch Nham không quen thuộc, nhưng hắn ngửi thấy được một chút hơi thở giống như đã từng quen biết. Trên đời này mà có yêu khí mạnh mẽ như vậy cũng không nhiều, mà có thể làm cho Trường Quầy Ly phản ứng như vậy lại càng ít, ngoại trừ Thiên Khê thì chỉ có Vân Nhai mà thôi. Trường Quầy Ly đi theo khí của Vân Nhai đến Hồng Hồ Sơn Trang, vẫn là trong nhà thủy tả kia, Vân Nhai đang chờ nàng. Sao huynh lại tới đây? Trường Quầy Ly nhìn Vân Nhai đã khôi phục hình dạng thật, thật sự có chút cảm giác không nói nên lời. Bọn họ không già không chết, đừng nói 300 năm dù là 3.000 năm 3 vạn năm cũng vẫn là bộ dáng đấy. Hắn từng lấy thân phận và bộ dạng của Thành Đàm xuất hiện trước mặt nàng, còn bây giờ là bộ dạng thật của Vân Nhai, giống như người bản cũ từ xa vạn dặm đến thăm hỏi, một cảm giác quen thuộc nảy lên trong lòng. Nhưng bọn họ đã không còn là sư huynh muội mà cũng không thể trở thành bạn bè. Thiên Khê thích màu trắng mà Vân Nhai lại thích màu đen, giờ phút này áo bào nhung tơ màu đen mặc trên người hắn vô cùng tao nhã, nhưng cũng khiến cho làn da Vân Nhai có vẻ vô cùng tái nhợt. Da hắn vốn trắng, so với con gái còn trắng hơn vài phần, Trường Quầy Ly trước đây rất thích lấy chuyện này để giễu cợt hắn. Vân Nhai cười nhẹ, khoát tay áo ý bảo Trường Quầy Ly ngồi xuống, lần trước ta bảo muội đừng đụng đến Thiên Khê, muội không nghe, bây giờ gặp nạn rồi chứ. Ai gặp nạn còn không biết đâu, cho dù có huynh giúp đỡ Thiên Khê hắn cũng không nhất định có thể cởi bỏ phong ấn ngũ hành trận. Trường Quầy Ly ngồi xuống, hỏi, Thiên Khê bảo huynh đến. Vân Nhai lắc đầu, ta nói với hắn, nếu muốn muội nói ra tung tích của hậu nhân nữ hoa cũng không phải quá khó, huống chi trong tay hắn còn có tính mạng của Đỗ Tuyền. Ta tự mình tới tìm muội là vì không muốn muội đối nghịch với hắn. Chúng ta tốt xấu gì cũng đã làm đồng môn 500 năm, tội gì phải ầm ĩ đến độ một mất một còn như vậy. Hắn không cởi phong ấn ngũ hành trận, không giúp hậu khanh trọng sinh, ta đương nhiên sẽ không muốn đối địch với các huynh. Hắn làm chúa tể ma giới của hắn, ta kiếm bạc từ người chết của ta, huynh thích ở Vân Đài bao lâu cũng chẳng ai thèm quan tâm. Dù sao, muội nên nhớ Hậu Khanh chính là sư phụ của chúng ta. Vân Nhai khoan thai rót trà cho mình và Trường Quầy Ly, giống như thật sự đến tìm Trường Quầy Ly để tán gẫu chuyện gia đình. Sư phụ, Trường Quầy Ly uống ngụm trà, cười hỏi, thả Hậu Khanh ra làm gì? Tam giới đã sớm xác định không can thiệp vào chuyện của nhau, hai người các huynh hoành hành ở ma giới có gì không tốt, vì sao cố sống cố chết muốn cởi bỏ phong ấn? Vân Nhai thở dài, dù sao, muội cũng biết trên đời này không có người sư phụ nào có thể truyền hết bản lĩnh cho đồ đệ. Trưởng Quầy Ly mơ hồ, Thiên Khê và Vân Nhai còn muốn học cái gì từ Hậu Khanh? Còn có pháp thuật gì không thể không học? Dù sao có từng nghĩ chúng ta tu hành ngàn năm rốt cuộc là vì cái gì không? Trưởng Quầy Ly nghĩ, lúc ban đầu nàng tu hành là vì thành tiên thành thần, sau này nhập ma muốn làm gì thì làm. Nay chỉ cần được ở bên Bạch Nham ngọt ngào qua ngày, nàng không tu hành nữa cũng không sao. Vân Nhai nhìn Trưởng Quầy Ly trầm tư, cười cười, chỉ làm uyên ương không làm tiên, muội bây giờ chỉ sợ là đã hoàn toàn đánh mất ngàn năm đạo hạnh rồi. Trưởng Quầy Ly bị Vân Nhai nói trúng tâm sự, mặt không khỏi đỏ lên, không trả lời. Muội nhập ma bởi vì trong lòng muội có oán có hận có tham có si có dục niệm, mà Thiên Khê khác muội, hắn thành ma là vì hắn không thành được thần tiên, đừng nói tu ngàn năm, cho dù tu vạn năm hắn cuối cùng cũng vẫn thành ma. Vân Nhai thở dài, lẽ trời bất công, lấy tính tình của hắn sao có thể chấp nhận số mệnh, chỉ có sư phụ mới có cách giúp hắn. Trưởng Quầy Ly không hiểu ý của Vân Nhai, hỏi, sư phụ có cách giúp hắn? Giúp thế nào? Ma chính là ma, nếu hắn trời sinh đã là ma, vậy bỏ đi ma tính chẳng phải là muốn mạng của hắn sao? Đợi chút, nguyên hình của Thiên Khê là cái gì? Vì sao không tu được thành thần tiên? Trưởng Quầy Ly lúc này mới nhận ra, cho tới bây giờ nàng cũng không biết nguyên hình của Thiên Khê và Vân Nhai là cái gì. Nguyên hình đều là bí mật riêng, bởi vì nguyên hình sẽ làm lộ nhược điểm của bọn họ. Nàng cùng Thiên Khê và Vân Nhai ở chung 500 năm, chưa bao giờ thấy bộ dáng nào khác của bọn họ ngoại trừ hình người, nàng cũng không để ý. Cho dù là yêu hay là quỷ, chỉ cần tu hành đúng phương pháp, một lòng hướng thiện thì từ quỷ đạo nhập tiên đạo cũng không phải không có khả năng, vì sao chỉ có mình Thiên Khê là không được. Vân Nhai lắc đầu nói, đừng nói ta không biết nguyên hình Thiên Khê là cái gì, cho dù biết ta cũng sẽ không nói cho muội. Nếu muội muốn đối phó hắn thì tự mình nghĩ biện pháp đi. Nhưng ta đã sớm nói cho muội, bằng muội và Bạch Nham thì không phải đối thủ của hắn. Huống hồ còn có huynh ở bên giúp đỡ, có phải không? Trưởng Quầy Ly cắt đứt lời Vân Nhai, hỏi, hôm nay huynh dẫn ta tới đây rốt cuộc là vì cái gì? Nếu chỉ muốn cảnh cáo ta thêm lần nữa thì thôi đi. Vân Nhai lặng lẽ cười, nha đầu muội, thôi, tùy muội đi, ta biết thế nào muội cũng sẽ không nghe ta khuyên. Ta đến là vì Thanh Vũ, nói cho ta biết nàng ta ở đâu, Đỗ Tuyền đương nhiên có thể trở lại. Ta không tin, Thiên Khê xưa nay thủ đoạn độc ác lòng dạ nham hiểm, nói cho huynh chỗ Thanh Vũ ẩn thân, tiểu Tuyền sẽ lập tức mất mạng, ta không tin Thiên Khê sẽ thả hắn. Muội cũng biết muội chọc Thiên Khê tức giận, Đỗ Tuyền cũng sẽ gặp nạn chứ. Vân Nhai thở dài, Đỗ Tuyền chẳng qua là một tiểu linh, Thiên Khê có bóp chết hắn cũng sẽ không hết giận, nếu muội rơi vào tay hắn, ta nghĩ có lẽ hắn sẽ vặt hết lông chim trên người muội, chém 4 cánh của muội rồi đưa cho Bạch Nham làm lễ vật. Trưởng Quầy Ly nghe Vân Nhai nói vậy, cả người nổi da gà, chuyện tàn nhẫn hơn Thiên Khê còn làm được, rút lông chim của nàng, chặt đứt cánh của nàng đối với hắn mà nói cũng chưa là gì. Những thủ đoạn tra tấn làm cho người ta sống không bằng chết này nàng đã thấy không ít cũng học không ít, nên nàng không muốn có một ngày lại dùng trên chính người nàng. Vân Nhai nhìn Trưởng Quầy Ly có chút sợ hãi, không tiếp tục hù dọa nàng nữa, ngược lại nói, muội không tin Thiên Khê cũng nên tin ta chứ. Ta cam đoan Đỗ Tuyền sẽ trở về không thiếu một sợi tóc nào, nhưng muội phải nói thật cho ta biết, Thanh Vũ ở đâu. Chương 66, một núi hai hổ. Nàng đột nhiên nhớ lại thật lâu trước kia, khi Trưởng Quầy Ly còn ở núi Ngũ Hành. Nàng quen Thiên Khê và Vân Nhai cùng lúc, khi mới gặp hai người này, nếu không phải ma tính yêu khí trên người bọn họ rất nặng, nàng chắc chắn sẽ cho rằng bọn họ là thần tiên, không thể không nói bọn họ đều là những chàng trai tuấn Mỹ trên trời dưới đất thiên hạ khó gặp. Sau này Vân Nhai nói cho nàng, bởi vì bọn họ là ma cho nên so với thiên tiên sẽ có sức mị hoặc hơn. Sau khi Trưởng Quầy Ly nhập ma mới hiểu được lời Vân Nhai nói, sức mị hoặc đúng là câu hồn người, đẹp không thể kháng cự được, vậy nên sau khi nhập ma, trên người nàng mới sinh ra khí chất nửa quyến rũ xinh đẹp nửa tuyệt tục thanh nhã. Khí chất trên người mỗi một ma sẽ khác nhau, Thiên Khê lạnh lùng khí phách, luôn có sát khí lãnh lẹo quanh người, làm người ta không dám tới gần trong vòng 3 thước, cho nên Trường Quầy Ly đối với Thiên Khê cho tới bây giờ vẫn có 3 phần sợ hãi. Mà Vân Nhai lại khác, khí của hắn rất ôn hòa, giống như đám mây nơi chân trời mềm nhẹ tùy hứng, luôn làm cho Trường Quầy Ly cảm thấy thực nhẹ nhàng, thực tin cậy. Cùng là ma, nhưng Thiên Khê và Vân Nhai lại hoàn toàn bất đồng. Ma giới gọi Thiên Khê là Huyền Kỳ Đế Quân, gọi Vân Nhai Su Ảm Đế Quân, gần như là ngang hàng. Người ta nói một núi không thể có 2 hồ, nhưng cố tình núi Ngũ Hành lại chứa cả hai người bọn họ gần ngàn năm. Vân Nhai không những không tranh mà còn hết lòng giúp đỡ Thiên Khê, quả thật giống như huynh đệ ruột thịt. Sau khi Trường Quầy Ly vào núi Ngũ Hành, Vân Nhai cũng coi nàng như em gái. Trường Quầy Ly cảm thấy rất kỳ lạ, Vân Nhai tốt như thế, sao lại là ma? Lâu ngày nàng mới phát hiện, Vân Nhai xưa nay tao nhã, nhưng hắn có khi còn tàn nhẫn thủ đoạn hơn Thiên Khê, hắn giết thần. Ban đầu thiên binh thiên tướng tìm đến Trường Quầy Ly gần như đều là Vân Nhai giết chết, bất cứ tiên, thần nào tiến vào trong phạm vi núi Ngũ Hành không cần biết lý do, Vân Nhai gặp một người giết một người. Thiên Khê giết thần ma yêu quỷ, nhưng sẽ giữ lại nguyên thần của bọn họ để nâng cao pháp lực cho mình, mà Vân Nhai giết thần ngay cả nguyên thần cũng sẽ phá hủy. Lúc ấy Trường Quầy Ly mới biết được ma tính của hắn hoàn toàn là xuất phát từ hận thù. Phi hắn sở hận khi hắn sở yêu, khi không hận Vân Nhai có thể từ bi như Phật Tổ. Vì sao phải giúp Thiên Khê? Huynh có biết một khi hậu khanh xuất thế tam giới tất loạn, đến lúc đó hủy thiên diệt địa sinh linh đồ thán, huynh nhẫn tâm sao? Trường Quầy Ly nhìn Vân Nhai bình tĩnh hỏi. Vân Nhai hơi hơi lắc đầu, ta hận thần Phật đầy trời, cũng hận hậu khanh, sau khi cởi bỏ phong ấn Ngũ Hành trận tam giới đại loạn, ta thích nhìn đám thiên thần này hoảng loạn, những ngày an nhàn của bọn họ quá lâu rồi, cũng đến lúc nên nổi dậy rồi. Dù sao, chuyện này muội nhất quyết nhúng tay thì ta cũng đành chịu, nhưng muội cũng biết ta chưa bao giờ muốn làm tổn thương muội dù chỉ một chút. Cho dù ngày hai ta đối địch, ta cũng có thể cam đoan không ra tay với muội hoặc Bạch Nham, nhưng những người khác ta không có nghĩa vụ bảo vệ bọn họ. Vân Nhai đã nói đến mức này thì Trường Quầy Ly còn có thể nói được gì, mặc dù nàng và Bạch Nham muốn đối địch với Thiên Khê, hắn vẫn khăng khăng che chở nàng, thậm chí che chở Bạch Nham. Nàng ngoại trừ cảm động và ghi tạc ân tình của hắn còn có thể cầu mong gì hơn sao? Từ rất lâu trước kia Vân Nhai đã che chở Trường Quầy Ly, để nàng tùy hứng làm loạn, có khi nàng cố ý trêu chọc Thiên Khê tất cả cũng do ỷ vào có Vân Nhai chống đỡ thay nàng mới dám làm càn, thoát khỏi núi Ngũ Hành 300 năm, tưởng niệm duy nhất của nàng chính là Vân Nhai. Vài năm đầu rời khỏi núi Ngũ Hành, nàng vẫn có cảm giác như bị vứt bỏ, nàng ghét một mình cô đơn. Lúc đánh đàn nàng sẽ nhớ tới Vân Nhai, nhớ tới hắn không thích âm luật mà nàng lại bắt hắn học, nhân cơ hội khoa tay múa chân bày ra bộ dáng sư phụ với hắn, Vân Nhai đều để kệ nàng bắt nạt hắn. Nàng luôn nhớ tới lúc Thiên Khê đuổi giết nàng, Vân Nhai chỉ đứng một bên nhìn, chỉ khi Thiên Khê muốn giết nàng mới ra tay ngăn cản, cuối cùng để cho nàng một con đường sống. Ánh mắt Vân Nhai khi đó quá mức lạnh lùng làm cho nàng sợ hãi. Mỗi một giây đần, mỗi một âm điệu trên đần đều giống như vấn đề rối rắm của nàng, Vân Nhai đối với nàng tốt như vậy, chẳng lẽ thực sự sẽ lấy nàng làm vật hiến tế? Ở trước mặt Bạch Nham nàng chỉ đánh đàn duy nhất một lần, khúc nhạc còn chưa hết nàng đã đập nát cây đàn. Nàng không tin Vân Nhai cũng vô tình giống Thiên Khê, nhưng nàng vẫn lựa chọn cách chạy trốn, thà rằng rời khỏi hắn làm cô hồn dã quỷ. Vân Nhai giờ phút này ngồi ở trước mặt nàng vẫn giống như Vân Nhai yêu chiều nàng trước kia, nhưng lúc này đây chỉ sợ nàng phải làm cho hắn thất vọng rồi. Vân Nhai thấy nàng không nói gì, thở dài, Thiên Khê phái rất nhiều người đi tìm Thanh Vũ, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được, đến lúc đó muội muốn đàm điều kiện với hắn cũng không kịp, thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, cứu Đỗ Tuyền trước đi đã. Kế hoạch của Trường Quầy Ly là lấy Thanh Vũ làm mồi dẫn dụ Thiên Khê mắc câu, nàng vốn định tiết lộ tung tích của Thanh Vũ, Vân Nhai tự mình tìm đến nàng đã cho nàng một cơ hội tuyệt hảo che giấu cạm bẫy này. Thiên Khê xưa nay tin tưởng Vân Nhai, mà Vân Nhai xưa nay rất che chở nàng. Lời nhắn Vân Nhai mang về Thiên Khê sẽ không nghi ngờ, chỉ cho rằng Vân Nhai thuyết phục được nàng. Nhưng vở kịch này Trường Quầy Ly vẫn phải làm cho chót, dù sao Vân Nhai cũng không dễ lừa, không may để lộ ra dấu vết thì không ổn. Huynh giúp ta bảo Tiểu Tuyền bình an. Trường Quầy Ly hỏi. Ừ, được, ta nói cho huynh. Trường Quầy Ly tìm giấy bút đến cóng, trong này là nơi ta giấu Thanh Vũ, ta giao cho huynh, nhưng là ta đã giăng thêm một tầng phong ấn, khi gặp được Tiểu Tuyền ta sẽ dạy huynh cách cởi bỏ. Vân Nhai gật đầu, được. Không sợ ta lừa huynh. Vân Nhai cười nói, muội đã từng lừa ta bao giờ? Trưởng Quầy Ly nhìn hắn cười khoan dung, trong lòng nặng nề. Vân Nhai và Thiên Khê vốn là hai loại người, người ta nói không đồng lòng không đi chung đường, một Trưởng Quầy Ly luôn không tin hắn sẽ giúp đỡ Thiên Khê làm chuyện xấu. Vân Nhai và Trưởng Quầy Ly trao đổi hạt giấy ký linh thuật xong hắn liền muốn rời đi, trước khi đi hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng ôm Trưởng Quầy Ly vào trong lòng, trên người hắn là hơi thở Trưởng Quầy Ly quen thuộc, Vân Nhai đến sát bên tai nàng khẽ nói, tam giới không phải dựa vào muội hoặc Bạch Nham có thể chịu chống đỡ được, có loạn hay không cũng không phải do một mình Thiên Khê định đoạt, đừng miễn cưỡng chính mình. Trên người Trưởng Quầy Ly bỗng nhiên nhẹ bẫng, Vân Nhai đã biến mất không thấy, lời cuối cùng của hắn có ý gì? Về nhà, Trưởng Quầy Ly vẫn suy nghĩ về Vân Nhai, 300 năm không gặp nàng giật mình phát hiện chính mình thì ra không hiểu hắn chút nào. Cảm nhận thấy Trưởng Quầy Ly trở về, Bạch Nham lập tức đi ra đón nàng. Nhưng hắn xuất hiện trước mặt Trưởng Quầy Ly nàng cũng không hề phản ứng, thực sự làm cho Bạch Nham hốt hoảng, Du Dao. Du Dao, nàng làm sao vậy? Vân Nhai làm khó dễ nàng sao? Trưởng Quầy Ly lắc đầu, hắn không làm khó dễ ta, hắn nói cho dù ta làm thế nào, hắn cũng sẽ che chở ta. Nói gì vậy? Vợ hắn sao lại cần người khác che chở? Bạch Nham nhíu mày, chẳng qua không nói suy nghĩ trong lòng ra, chỉ hỏi hắn đã nói với nàng những gì. Trưởng Quầy Ly một lòng nghĩ đến những lời kỳ lạ của Vân Nhai, hoàn toàn không có chú ý tới giọng điệu ghen tuông của Bạch Nham. Hắn nói gì, ta không hiểu, không nghĩ ra. Trưởng Quầy Ly cúi đầu nhíu mày đi thẳng về phòng, vứt Bạch Nham lại một bên, làm hắn vừa tức vừa ghen lại vừa bất đắc dĩ. Vừa rồi đáng lẽ không nên để một mình Du Dao đi gặp Vân Nhai. Bỗng nhiên Trưởng Quầy Ly nghĩ tới cái gì đột nhiên dừng bước, gọi Bạch Nham một tiếng. Hả? Bạch Nham bước nhanh hơn, mau chóng đuổi kịp Trưởng Quầy Ly, nghĩ rằng cuối cùng Trưởng Quầy Ly vẫn nghĩ đến hắn, nên rất vui mừng. Cái gì? Muội muội của chàng đâu? Ta bảo muội ấy về chỗ cha mượn binh. À, Trưởng Quầy Ly lại cúi đầu suy nghĩ, tiếp tục bỏ rơi Bạch Nham ở một bên. Bạch Nham có chút không kiềm chế được, vươn tay giữ chặt cánh tay Trưởng Quầy Ly kéo nàng vào trong lòng, áp chế giận dữ và ghen tuông trong lòng dịu dàng hỏi, Du Dao, Vân Nhai nói với nàng cái gì? Sao tâm sự nặng nề vậy? Hắn nói rất nhiều, nói hắn sẽ bảo vệ Tiểu Tuyền bình yên trở về, nói hắn không muốn làm ta bị thương, cho dù ta đối địch với Thiên Khê, hắn tuyệt đối cũng sẽ không ra tay với ta. Vẻ mặt Trưởng Quầy Ly có chút bi thương có chút ngưng trọng nhàn nhạt. Bạch Nham không thích nàng nghĩ về một người đàn ông khác như vậy, nhưng trong lòng Trưởng Quầy Ly vẫn còn đang mải suy nghĩ về Vân Nhai nên không chú ý tới sắc mặt khó coi của Bạch Nham. Ta cảm thấy Vân Nhai lần này đến không đơn giản là vì giúp Thiên Khê thám thính vị trí của Thanh Vũ. Hắn có chuyện muốn nói cho ta biết, ta cảm thấy dường như hắn muốn giúp ta. Trưởng Quầy Ly lúc này mới hoàn hồn nhìn Bạch Nham một cái, gần như bị ánh mắt hung dữ của hắn dọa đến nhảy dựng. Sao? Làm sao vậy? Đừng nghĩ về Vân Nhai nữa. Bạch Nham hung hăng nói một câu, cúi người cho Trưởng Quầy Ly một cái hôn bá đạo. Trưởng Quầy Ly sững sờ chờ hắn buông môi nàng ra, vẫn không hiểu vì sao hắn lại phản ứng như vậy. Bạch Nham nhìn vẻ mặt vô tội của Trưởng Quầy Ly mới bắt đầu nghĩ có phải mình ghen nhầm hay không. Vừa rồi không phải là chàng hỏi về Vân Nhai sao? Trưởng Quầy Ly ngơ ngác nhìn Bạch Nham, chàng sao lại thế này? Khụ khụ, Bạch Nham xấu hổ giật giật khóe miệng, vậy nàng nói cho Vân Nhai nơi Thanh Vũ ẩn thân rồi sao? Vốn chuẩn bị dùng Thanh Vũ để dụ Thiên Khê, vừa khéo mượn Vân Nhai truyền lời, Thiên Khê cũng sẽ không nghi ngờ. Trưởng Quầy Ly nói cho Bạch Nham phương pháp nàng dùng ký linh thuật trao đổi tin tức với Vân Nhai, chúng ta chờ Tiểu Tuyền trở về. Ta mới dạy Vân Nhai cách cởi bỏ phong ấn của ta. Bạch Nham gật đầu, như vậy có vẻ thỏa đáng. Đúng rồi, trước kia đã định hỏi chàng, 4 viên ngưng thần đan của lão quân, chàng một và ta mỗi người 1 viên, 1 viên cho Thanh Vũ, còn 1 viên nữa cho ai? Trưởng Quầy Ly nói, nếu so pháp lực thì cho muội muội chàng Bạch Doanh Chi là tốt nhất, không bằng cho muội ấy nhé. Bạch Nham lắc đầu, không, Doanh Chi nữ thần là Bột Hải. Một mình rời khỏi Bột Hải đã là vi phạm thiên luật, nếu không có lệnh của Ngọc Đế mà đối địch chính diện với Thiên Khê thì tội lại nặng hơn một bậc, cho dù là vì cứu Tiêu Thừa cũng không thể để cho Doanh Chi mạo hiểm, nàng cũng biết đám thần quân thiên đình này thông thái dởm đến mức nào mà. Vậy 1 viên ngưng thần đan cuối cùng cho ai? Bạch Nham nói, ai có thể nắm trong tay Kính Côn Luân thì cho người đó. Trưởng Quầy Ly gật đầu, bỗng nhiên phát hiện chỗ không đúng vội vàng hỏi, bây giờ không ai sử dụng được kính côn luân sao? Bạch Nham lắc đầu nói, Minh Tịnh và Minh Trí có thể, nhưng không thể phát huy pháp lực của kính côn luân, chỉ biết dậm chân giận dữ. Đám tiểu bối nhỏ của Huyền Tôn Giáo thì càng không cần nói, đối phó một ít tiểu quỷ tiểu yêu thì còn được. Vậy làm sao bây giờ? Minh Tịnh về núi Vân Đài chính là hy vọng tìm được trong đám đạo sĩ Huyền Tôn Giáo người có thể sử dụng kính côn luân. Nếu không có thì sao? Bạch Nham nhún vai, chúng ta đành không thể kỳ vọng quá lớn vào kính côn luân. Trưởng quầy Ly bất đắc dĩ thở dài, không có kính côn luân phần thắng của bọn họ ít nhất giảm đi 2 phần. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.